Câu hỏi đầu tiên, con theo pháp môn Thiền Tông, con tự lập một bàn thờ, phía trên treo ảnh Đức Phật cầm cành hoa sen. Hàng ngày con dâng hoa, quả, thắp hương cúng Phật. Con cúng như vậy, Phật có hưởng không? Hay thần Kim Cang hưởng, hay loài nào hưởng? Con nên thắp hương cúng Phật hàng ngày, hay chỉ những ngày rằm mùng một thôi? Cái mà làm cái bàn thờ đó mình phải trang nghiêm và nó sạch sẽ thôi, đốt nhang thì đúng, không có cúng, nghĩa là để đó cho nó trang trọng thôi, chứ Phật đâu ở đây mà ăn. Mình nếu mình không hiểu á, mình cúng á, mình mà có cái tâm cúng rồi thì chắc chắn thánh vô ăn chứ không thần không ăn được, vị thánh vô ăn. Mình để ý cái chỗ này, Thiền Tông nó xóa đi tất cả những cái mà mê tín gì đó. Cái vấn đề mà cúng nó cũng thuộc về cái dạng mê tín. Nếu mà mình không làm đúng á, thì tự nhiên mình cúng riết cái bắt đầu á, mình chuyển thành cúng ít ra cúng nhiều, thành là bắt đầu nó sai cái chỗ này. Có nghĩa là Thiền Tông xóa sạch u mê. Cúng tụng là cái chuyện của người vật lý, mình đừng có nương theo. Bởi vì Thiền Tông này nó ra đời để là cách mạng của cái đạo Phật, chứ không phải nhỏ đâu. Mà bây giờ thì ngày xưa thì không dám nói, nhưng mà từ khi công bố quyền ký ra rồi thì mình nói, nhưng mà cũng phải nói dần dần, nói từ từ ra. Mình đã biết rằng thi Phật có nghĩa là mỗi ngày mình thấy buồn đốt cái nhang được không sao, hoặc là chân bông chân trái các vùng hoàn toàn không có cúng, nằm trong đó không có cúng, chân bông chân trái cho nó đẹp cái bàn thờ thôi, chứ hoàn toàn bỏ chữ cúng đi. Nếu mình đã cúng thì rồi bắt đầu có chuyển sai nữa đó. Thì chú ý Thiền Tông bây giờ nó ra đời để nó chuẩn lại cái đạo Phật, nói làm sao cho đúng. Nếu cúng thì mấy là của đạo khác, chứ sự thật đạo Phật không có cúng. Mà giờ nếu mình cúng rồi sao đây, từ dần dần nó chuyển thành cái mê tín. Bởi vì bắt đầu xóa từ từ. Rồi con phải hỏi tiếp đi. Câu hỏi kế tiếp, con được một anh A chia sẻ cho con bộ sách Thiền Tông, nhờ vậy mà con được truyền bí mật Thiền Tông. Sau đó được một người B giúp cho con hiểu nhiều hơn về pháp môn Thiền Tông, và một người C thì thường xuyên gửi cho con những câu hỏi giải đáp hàng tuần để cho con hiểu rõ thông hơn. Vậy thì công đức thuộc về ai? Cái công đức này Đức Phật ông nói là truyền đăng tục diện, một người hiểu mà nhiều người hiểu thì 10 người có công đức như nhau. Nghĩa là mình tạo điều kiện làm sao mà người này người kia hiểu, 10 người hiểu thì mình 10 người đều có công đức như nhau. Đức Phật nói là đúc mời mồi một người sáng thì bao nhiêu người mồi cũng sáng. Có nghĩa là đều hết, đừng có lo cái chuyện đó. Mình lo mà giúp được người nào hay không. Nếu mình không giúp được thì bởi vì cái thời gian mà Thiền Tông nó ra đời để nó nói ra cái chuyện này nó không có dài. Vì thế trong cái đất này gọi là thế giới vật lý, không ai chấp nhận cái này đâu. Cái đất này tu luân hồi là người ta chịu, còn tu giải thoát không ai hoàn toàn phải chạy, không ai chịu. Mình hiểu cái này, mình phải chú ý tới cái chỗ này. Chứ bây giờ rõ ràng người ta tu, bây giờ tất cả đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát, mà có ai đi dạy giác ngộ giải thoát không? Mà chuyên môn đi cúng mà đi làm này thì không, cứ sai lợi Đức Phật. Đạo Phật là đạo tinh hoa của nhân loại, để nói ra bằng sự thật từ con người giảng dạy cái đất này, nhưng mà mình không chịu nói. Rồi cái cúi đầu mà ngồi thiền, rồi cái cúng tụng cầu xin ai thế giới này. Ở căn bản nè, cái đất này là ngũ thú tập cư, năm loài sống chung. Loài thần là có nhiệm vụ thực thi nhân quả. Thần nó có nhiều cái loại thần, thần Kim Cang, rồi thần Thừa Hành, rồi thần Phước Thiện. Mình phải hiểu nguyên tắc rồi thần bảo vệ sông núi sông ngòi, mỗi vị nó có hết. Nhưng mà quý nhiệm vụ của vị thần á thì mình phải hiểu rồi mình đối tu có theo cái đạo Phật được. Còn có người mình là cái gì, là cái công cụ
để cho tánh Phật mượn để tạo nhân quả và trở về Phật giới. Mình hiểu công thức này thì mới hiểu cái đạo Phật Thiền Tông được. Rồi bây giờ đạo Phật Thiền Tông ra đời để làm gì? Để nói cho rõ ra. Chứ đạo Phật nó thật, đạo Phật Thiền Tông không yêu cầu ai tu. Nếu tu, nếu mà ép người ta tu là mình sai. Cái chỗ đó mình phải coi chừng. Còn mình có làm cái tạo công đức mình cũng tùy theo, chứ đừng có ép. Đó là ai thích mình giúp không ít thôi, chứ đừng có khi nào mình ép người ta. Chứ giới vật lý này mình ép á, thì giống như là mình ném cái banh nó vô cái tường, nó sẽ văng lại ngược mình á. Đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Thần và cô hồn có ăn các loại hoa quả chín ở trên cây hay không? Thần cô hồn thì ta, thực phẩm của ta là gì? Là ăn cái mùi hương của cây cỏ hoa lá đó. Thần với cô hồn, nhưng mà cái đó thuộc về ăn chay, ta không chịu, ta muốn ăn cái mùi của động vật kho nướng. Giống như mình ở đây nè, mình ăn chay là ăn gì cũng cỏ cây hoa lá, mình không được ăn, muốn ăn con này con kia. Thì thần thì ăn mùi hương, còn mình thì ăn xác thịt đó. Nó cũng vậy thôi, mình phải hiểu thế giới này. Vì trong thế giới này bắt buộc ai cũng phải ăn, chứ không phải ai không ăn được. Vì sao trong này thế giới này nó ban gì? Con người mình mang thân tứ đại thì cái vật lý á, nó sai sát cái thân mình, nó phải là bắt buộc mình phải đói ăn bằng thực vật hoặc động vật. Còn vị thần hay là trung ấm thân hay là tất cả các loài ở đây, ở trong quy luật vật lý này nó phải sai là phải ăn. Mang thân điện từ thì ăn theo mùi hương, mang thân tứ đại thì ăn bằng cỏ cây hoa lá hoặc muôn thú, nó ăn bằng cái nó phù hợp với mình. Loài nào ở trong cái đất này cũng phải ăn hết, trừ khi muốn không ăn thì phải đi ra ngoài cái quy luật vật lý á, thì mới không ăn được. Vì thế mà quý vị mà khi mà trở về Phật giới á, bắt buộc phải đi ra ngoài sức hút vật lý của điện từ âm dương, thì vô đó nó không có bị xây xác của quy luật vật lý, thành ra đó ở được một năm thì mới có đường về, mới biết đường về. Một năm đó mà mình không biết đường về, ở thêm một năm nữa, cứ 365 ngày thì cái trái đất này nó mới đến trung tâm vận hành luân hồi hải triều dương một lần thôi. Mà mình nếu mình đến đó mình không có hoa tiêu của Đức Phật dẫn thì chắc chắn là mình không biết đường về. Là vì cái đường hải triều dương của trái đất ở tam giới nó rất nhỏ. Bởi vì cái cục không quay, dù bao lớn rồi cái cổ không quay rất nhỏ. Nếu mình tính ra thì chắc lẽ bằng chiếc đũa ăn trên đất này, mà biết cái chiếc đũa ở chỗ nào. Ha, tôi nói chiếc đũa lớn ấy. Chứ Đức Phật trong kinh giáo lý ông bảo là cái trung tâm vận hành nó giống như là một cái kim thôi, nhỏ cỡ đó, thành khó ai biết lắm. Vì thế muốn về Phật giới thì phải có vị Phật làm qua tiêu dẫn đi thì mới biết. Bởi vì khi mà cái đất nó quay mà mình không đến được cái trung tâm thì nó quay tiếp. Bởi vì 24 tiếng hồ nó phải đi qua chỗ khác. Nói như thế là phải có hoa tiêu xuất hiện để dẫn mình về. Là vì một vị Phật đã từng ở trong này, đã đi ra rồi, ổng mới biết. Khi nào mình về rồi đó, mình về bển thành Phật rồi, muốn giúp người khác mình cũng phải làm cái này được. Mình toàn năng toàn giác mình mới làm qua tiêu, mượn điện từ dương để làm qua tiêu được. Rồi con hỏi tiếp đi. Người theo pháp môn Thiền Tông không cúng tụng, nhưng trong buổi lễ truyền thiền con thấy có thắp nhang, dâng hoa, cúng quả. Như vậy buổi lễ đó thì dâng cho ai hưởng, hoặc hay là chỉ là hình thức của thế gian? Nói đúng ra đó, cái buổi lễ này thì bắt buộc phải có. Là sao? Chư Phật đã đến và thần, các vị thần đến. Phật không ăn, vị thần ăn. Nên phải nhớ buổi lễ, bởi vì trong tất cả buổi lễ này, đây là cái nghi thức. Tuy là Phật không ăn, nhưng mà các vị ở đây ăn, thần ở đây ăn.
rồi cúng ở đây rồi ăn, rồi ai ăn nữa, thần ăn xong rồi mình ăn. Cái người tổ chức cúng ăn với ai ăn nó phải có, nhưng mà cái bình thường mình đừng có đem cái này ra mà cúng đại trà thành nó thành mê tín, dần dần nó đi sai cái sự thật, nó thành mê tín. Đây cái hình thức có, như giống ngày xưa Đức Phật truyền thiền đầu tiên Đức Phật cũng cúng chứ không phải không, nhưng mà ông Phật nhiên đang không ăn, nhưng mà ông Thích Ca còn tại thế không ăn, rồi những vị thần trợ giúp ông cũng ăn. À, vì ông mang thân tứ đại mà bắt buộc ông phải ăn. Còn ở đây anh em mình là trong ban quản trị tổ chức thì thần ăn đâu mình không biết, nhưng mà sao chút anh em đem xuống nhà trù ăn cũng phải ăn chứ, phải có. Và bây giờ tất cả những người mà ở đây tập hợp đông mà không có ăn làm sao, tất cả trái đất vật lý phải có ăn, phải có chỗ ăn và chỗ thải ra. Quyền tắc thế giới vật lý nó phải đúng với quy tắc của nó. Tu theo đạo Phật mà không biết nguyên tắc vật lý âm dương, đừng có tu mất công ngồi đó tưởng tượng ra rồi lường gạt người này lường gạt người kia để cái nhân quả đi hoài. Mình thấy cuộc đời ông Phật ở đây bao nhiêu 8 tỷ năm, ông làm những cái gì ông kể hết cho mình nghe đó, chứ không phải ông giấu gì đâu, chứ không phải ông xuống địa ngục cũng đã tôi không có không. Ông cũng xuống đầu tiên, ông đầu tiên không biết rồi cũng đi vòng vòng, rồi lên ông thấy ông hiểu, nói giờ cái đi hoài nó chết. Bởi vậy khi nào mình mang thân con người mà mất đi chưa mình còn nhớ nha, khi nào mình trở lại cái tử cung của mẹ mình mới quên đó. Bởi vì tất cả nha, khi mà mình trở lại trung bản thân nhớ hết, thành ra mình làm cái gì phải cho kỹ. Bởi vì khi thiền tông, tại sao mà thiền tất cả các cái pháp môn khác không chỉ về Phật tánh và không chỉ về tánh người, không chỉ về quy luật nhân quả luân hồi, không chỉ về cấu tạo trái đất tam giới, duy nhất chỉ có thiền tông mới chỉ thôi. Là đây là cái quyển thiền tông nó có cái quyển giáo lý, thành ra mới viết ra, nương theo cái này mà viết ra, nương theo cái này mới viết ra được qua mấy chục quyển sách nói về đạo Phật thiền tông. Mà đây nói thật là cái quyền ký á, tại sao tôi nói có 60%, còn 40% không nói được, vì thế giới vật lý này không nói được. Thế giới nói mà nói từ thật nó đảo lộn hết thì thành không nói được vậy thôi. Thế nhưng mà bây giờ 60% công bố trong đó có con đường về Phật giới rồi. Bây giờ mình tu theo đạo Phật để làm gì? Biết cái công thức đi hưởng cõi trời, công thức hưởng giàu sang ở trái đất này và công thức trở về Phật giới. Đây là cái quan trọng nhất của thiền tông. Nếu mà không hiểu cái này thì đừng có tu thiền tông mất công. Thứ nhất, tu thiền tông đừng có tưởng tượng những cái chuyện gì xảy ra trái đất này, đừng có tưởng tượng. Mình biết nguyên tắc nó như vậy, vì thế mà nên nhớ rằng những cái chuyện mà nó sinh diệt thế gian là mình thấy tầm thường thôi. Đây cái quy luật của nó mà. Còn mình không biết thì cứ chúi đầu vô rồi sầu khổ buồn rầu, đừng có làm đó. Thiền tông nó phải, bởi vì thiền tông xóa sạch u mê là cái chỗ này. Tại mình không biết rồi mình buồn, cái buồn gì, cái thế giới vật lý nó là vậy, buồn gì, nghiệp mình mang phải chịu. Chứ mình đã vào đây rồi thì phải mang nghiệp, còn không mang nghiệp thì tạo công đức chạy ra ngoài. Đó, mình phải hiểu cái nguyên tắc nó vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Khi chia sẻ pháp môn thiền tông lên Facebook, một số người khinh chê pháp môn thiền tông. Đôi lúc cái tánh của con người luôn phát ra sân hay khó chịu đối với những bình luận ấy, nhưng mặc dù con chưa hành động, vậy công đức của con có bị bôi đen hay không? Người ta làm, người ta nói gì nói. Bởi vì cái thế giới vật lý này nó đúng là những cái gì gì. Bây giờ tất cả những người mà chửi cái pháp môn thiền tông này là ai? Cái người mất quyền lợi chứ không ai rồi. Cái người mà tự nhiên không có chửi thiền tông này đó, mất cái quyền lợi người ta mới chửi. Thì biết đây là thế giới vật lý, mình phải chịu thôi chứ sao. Ông Phật nói ra còn bị chửi, còn mình ăn thua gì. Mình đã mình chấp nhận. Mà tôi nhớ ngày xưa mà tôi bắt đầu tôi nhận cái này thì thiền sư Lý Đức Sở hỏi tôi 3 lần,
con có sợ không? Cái câu này hỏi ba lần. Nên là con không sợ. Khi mà con nghiên cứu thấy kỹ rồi con không sợ. Mà khi mà hiểu nói được câu đó thì sư Ni Thở đưa tôi cái lịch trình để mà phổ biến cái thiền tông này, đưa tôi cái công thức đàng hoàng, chứ không phải là muốn làm gì làm đâu, ngày nào làm gì gì nói hết, giống như lịch lập trình cho mình thẳng ha. Thì đừng có, nói là con đừng có sợ chết bất đắc, chết bất đắc kỳ tử, không có chết đâu, nó có cái lập trình rồi. Tôi nói vậy thì cần yên lòng, chứ hồi đó mình nói mình sợ không sợ, nhưng mà cũng run, mình thấy mình cũng run, nhưng mà đưa cái lập trình là tôi cũng run. À, giống như là đưa cái tử vi cho mình biết cái số mạng mình sống mấy bao nhiêu năm rồi thì thôi không sợ, thì cao lắm rồi nó bị tai nạn thôi chứ đâu có sao. Thành ra cái đạo Phật Thiền Tông này nó lạ cái chỗ này nè, tại sao Đức Phật hồi đó không dạy, ổng thế giới vật lý không dạy được, là người ta ở đây con người ta nó có cái tưởng trên trời, tưởng như đất, tưởng đâu nữa thì phải tưởng phải theo cái tưởng. Mà giờ ai thoát được cái tưởng? Nói thành ra bây giờ mình mới thấy nè, tất cả con người ta ai cũng sống bằng cái tưởng, vì thế mà nó dính. Bây giờ căn bản nếu mình theo đạo Phật, mình nói là ngũ thú tập cư, lớn nhất là ai? Thần. Mà mình tu theo Phật chứ đâu có tu theo Phật, Phật không có ở đây, mình tu gì? Nếu tôi tu theo Phật, tao đâu có ở đây đâu. Vì thế mà trước khi ông Phật về, ông đọc trong kinh Kim Cang đó nè, lấy cầu ta là người đạo tà, cái ông đó ông tà chứ không phải ta. Ông đã chỉ cho mình rồi, mình không nghe là thôi. Thành ra mình học thiền tông phải hiểu căn bản là đạo Phật nói trái đất này là ngũ thú tập cư, người cao nhất là thần, người ăn theo là thánh, có vậy thôi. Còn mình thì cái công cụ, con người là công cụ. Thần muốn biểu gì làm lấy, thánh biểu làm gì lấy, Phật biểu làm gì lấy. Chính con người là mình công cụ. Công cụ là ông Phật nổi trọng sai mình đi, giống mình giống như chiếc xe hủ lô vậy. Ông chạy đâu mà chạy đó. Chứ mình là gì? Mình tứ đại. Nếu mình thiệt thì làm sao? Nếu mình thiệt là tay chân vẫn múa hoài, chứ thật có ngày mình chết. Tại vì nó tôi có cái nghiệp muốn hết rồi phải mất. Mình hiểu nguyên tắc này thì mới tu thiền tông đúng. Rồi con hỏi tiếp đi. Một người theo pháp môn thiền tông đã lâu, thời gian đầu rất tinh tấn về chùa, phụ giúp việc trong chùa thường xuyên. Một thời gian sau có sự bất hòa, mâu thuẫn, chuyện riêng tư với một số anh em trong chùa, và từ đó người này không về chùa mà mang lòng hiềm khích, oán hận, mâu thuẫn vì chuyện riêng tư. Vậy công đức người đó tạo ra có bị bôi đen hay không? Trước nó tạo nó bôi đen hết rồi thì giờ đi ra nó đúng là cái tánh người nó là vậy, mình không trách đâu. Ta tưởng là vô tu thiền tông mà được cái này được cái kia, ta mới vô, ai giờ tu cũng được gì trời trời à. Biểu tạo công đức mà không biết, rồi không biết tạo sao ra đây. Nhưng mà tại vì tu thiền tông không tìm hiểu cho kỹ, trước khi tìm hiểu thiền tông mà hiểu cái công thức rồi mới có thấy được thì mới tu. Còn nếu mình không thấy được thì thôi, nói thôi bây giờ tôi ra ngoài tôi tụng kinh rồi tôi thấy ông này bà kia rồi đi đã. Thiền tông không có cái gì hết trời á, đó là chỉ nước là ta chỉ cho mình có ba cái công việc để làm, mình muốn về không hay là muốn đi vòng nữa, biết tạo công đức không, biết cái nhân quả, biết cái quy luật đi ra không, có nhiều ba cái. Mình nói thiệt ra mười mấy năm nay chỉ có ba cái thôi, bây giờ bắt đầu ta mới nói thiệt ra thì ta còn giấu một hai số nữa thôi. Chứ thiền tông có làm gì, đã người ta buông mà mình không chịu buông. Thiền tông biểu buông mà cứ cắt cái nhà cái chùa cho tơ dính như cái chùa rồi sao, rồi làm đủ chuyện hết rồi sao. Thí dụ mình làm mình để cho thế gian thì cứ làm, có con có cháu thì làm cho nó được, nhưng mà mình buông nổi không, chứ không phải rồi giao lại cho nó rồi chấp nó tao chết rồi mày không cúng tao không chịu thì sao, nó sai bét. Thành ra thiền tông bây giờ muốn theo tông phải hiểu được căn bản nó quy luật nhân quả luân hồi và sự thật trái đất này là gì, nhân quả như thế nào,
mình phải tu thiền tông là phải hiểu vậy. Còn nếu mà không hiểu thôi tu thiền tông riết tới thành vô thần hồi nào hoặc là vô loài thánh hồi nào mình không biết. Rồi con hỏi tiếp đi. Người theo pháp môn thiền tông khi đến lúc bỏ thân tứ đại, chung ấm thân, bay bổng, hoảng loạn thì làm sao? Và lúc đó Phật tánh có làm chủ được hay không? Bây giờ thân tứ đại bỏ thì cái tánh người của mình nó co thành là trung ấm thân. Trung ấm thân nó chứa cái gì? Nó chứa nghiệp ở đổng nghiệp gì ông thần thực thi nhân quả mình, không có năn nỉ ai rồi đó. Ông chứa một cục đen thui ở đổng thường chỉ đạp ông xuống, nó rơi xuống từ 18 mà muốn rơi tại nào cũng rơi. Còn nó chứa mà cái ở cõi trời ở nước cực lạc thì thấy vậy tôi quăng ông lên đó, ông hưởng. Thì bây giờ đó thì mình thấy là bây giờ cái nước văn minh á nó không vì thiền là cái gì, nó không ở đâu sâu mộc sâu kim sâu thổ sâu quả, muốn đâu nó phóng rồi đó, chứ đâu phải mà vô sâu mộc mà quăng ra sâu kim được. Thì cái lực nhân quả trái đất này nó cũng vậy, khi mình chết đi thì trung bản thân mình chứa cái gì, thần thực thi nhân quả cái đó. Đây là cái quy luật gọi là quy luật nhân quả vật lý cuốn hút của điện từ âm dương, mình phải tạo bằng cái lực từ trường này nó mới đi được, chứ mày không có cái từ trường này đi không được. Thành ra bây giờ khi mà không phải đó đợi khi nào loài dần rồi người văn minh á đẩy cái tiếng nói đi được thì mới công bố cái quy ký này ra. Thì bây giờ mình rõ ràng là mình đây mình có cái điện thoại mình nói á, thì nó đẩy đi qua bên châu Âu cũng được, qua bên Nga cũng được à. Nó cái thuật đây là mình nói gì, tại sao cái điện thoại đây mình nói đi nhà kia mình không thấy, nhưng mà sự thật đây là cái công suất của nó đẩy đi, nó đẩy đi ra mấy chục ngàn cây số. Thì bây giờ mới tin cái chuyện này thì mới nói về nhân quả người ta mới tin, chứ hồi xưa nói nhân quả ta không tin. Mình anh không chứng minh được thực tế là người ta không tin, bây giờ ta chứng minh được thực tế người ta mới tin. Đó, bởi vậy thì Đức Phật bảo là khi mà loài người văn minh lên cao thì pháp môn thiền tông mới phổ biến ra được, vì nói hoàn toàn khoa học, không có nói mê tín bất cứ cái gì. Vạch trần cái hiển linh là cái gì, tâm linh là cái gì, ta nói hết luôn. Đó, mình phải hiểu thiền tông là mình học cái chỗ này thôi, chứ không học cái gì khác. Thứ nhất, thiền tông bỏ cái tưởng đi, dẹp cái tưởng, nhìn bằng sự thật, chứ không có tưởng. Rồi con hỏi tiếp đi. Một người theo pháp môn thiền tông khi gia đình có người thân mất, người theo pháp môn thiền tông này được gia đình chỉ định là phải đi mời các vị thầy về cúng tụng và tự bỏ tiền ra cúng cho các vị thầy ấy, thì người theo pháp môn thiền tông có bị dính vào nhân quả hay không, và công đức trước giờ người này tạo có bị bôi đen hay không? Mình là con cháu trong nhà, mình cha mẹ nói gì nghe cái thấy, nhưng mà nên nhớ là đừng có dính thôi. Hồi đó mình đi thỉnh ông thầy, mình là mình trịnh trọng mình mời, rồi cũng nói thêm ổng gì đó, cố gắng tụng cho ba tôi lên hay gì đó. Bây giờ mình nhiệm vụ tôi đi, tôi mời ông là tôi mời ông, đã rỗng tụng làm gì chuyện của ông tôi không biết, hết xong rồi tôi tiễn ông về. Đừng có dính dắt vô, nếu mình dính thì chắc chắn công đức mình bị bồ đèn. Buông mà đừng có dính, có nghĩa là mình làm theo cái sự trong gia đình chỉ định, mình là con cháu trong gia đình phải làm, chứ nếu mình là chủ gia đình không làm, chủ gia đình hoàn toàn bác hết, giải thích luôn cho con cháu nghe. Mình được quyền cái này với điều kiện mình phải là chủ gia đình, còn mình mà thừa hành trong gia đình thì gia đình nói gì phải làm đây. Rồi con hỏi tiếp đi. Cứ mỗi lần con chuẩn bị về chùa là trong đầu con lại hiện ra cảnh thương cảm, tình cảm quyến luyến của cha mẹ và người thân trong gia đình. Sau đó con có nghĩ thầm trong đầu là con xin lỗi ba mẹ, con phải giải thoát, con phải tự cứu lấy con trước, mong ba mẹ tha lỗi cho con. Khi con vừa nói câu đó xong là những cảnh và hình ảnh ấy biến mất nhanh. Có phải đây là hiện tượng cô hồn hiện ra nhằm ngăn cản con đường giải thoát của con hay không? Từ xưa tới giờ đó, mình sống ở đây bao nhiêu tỷ năm rồi,
nó đem vô trong cái kho tàng thức mình bao nhiêu rồi, thì những cái gì mình máy động ra thì trong đó nó biết hết, thì nó cản cái đó thế giới vật lý. Vì thế á, mà mình muốn cái này á, muốn mà cho nó đừng có cái hiện tượng này thì cố gắng tạo công đức. Cái đó là cái bóng tối đen nó hiện ra, công đức vô nó hết cái màu đen, nó không có tưởng nổi, nó không xuất hiện được. Tại sao cái người âm á là người ta đen, còn người dương nó sáng? Âm dương gì nó cũng là thế giới vật lý này hết. Vì thế mà muốn hết cái cảnh đó thì tạo công đức, chứ đừng có cầu chinh lại lục ai hết. Cứ tạo công đức, bây giờ công thức nó đã ra rồi thì mình cứ tạo công đức. Giống như cái nhà mình có tối ngàn năm đi nữa mà có ánh sáng vô thì bóng tối nó mất. Mình phải hiểu nguyên tắc nó vậy thôi. Giờ con hỏi tiếp đi. Một người đã là thiền gia rồi nhưng trong cuộc sống vẫn thường sử dụng 16 thứ tánh người rất nhiều, đôi lúc còn chấp ngã sân si. Vậy công đức của người này tạo ra có bị bôi đen hay không? Cái này nó không có bôi mà nó bị dính. Nó dính cứng chứ không có bôi. Đã vô thiền gia, trước khi thiền gia đã người ta nói rồi, mình được thì ta mới phong cho, người ta mới truyền thiền cho mình. Đâu giờ mình đã vô rồi, mình hiểu rồi, mình còn giống như tuyên thệ việc gì làm mà không chịu làm. Cái đó nó còn một bầu đen gấp nặng hơn lúc bình thường. Rồi con hỏi Trước khi biết thiền tông thì con có thờ Phật, Quan Âm và cúng mỗi tháng rằm mùng 1. Nay con là Phật tử thiền tông, con có nên cúng vào mỗi tháng nữa không? Và có đốt nhang và những hình Phật Quan Âm con phải làm sao? Bây giờ á, hồi đó mình không biết, mình cúng giờ biết thôi. Giờ mình đừng có bỏ ngang, nhớ đừng có bỏ ngang. Hồi đó là mỗi ngày mỗi cúng, rồi 2-3 ngày cúng, rồi 1-2-3 tuần cúng, rồi 2-3 tháng cúng, 2-3 năm cúng, từ từ nó giãn ra. Thì những vị mà ẩn trong cái Quan Âm này nè, ta nói, nó không chịu cúng rồi thôi mình không lợi. Tại mình cúng ngày nào cũng cúng người ta lợi, mình đã hiểu này rồi thì đừng có nói gì hết. Hiểu từ từ, bỏ từ từ, giống như xe đang chạy nhanh quá thì phải thắng từ từ, chứ đừng đạp cái ào nó quậy phải là đi xuống ruộng luôn á. Cái gì cũng vậy, thế giới này, cái mình ở trong này đã quân tập bao nhiêu những cái chuyện ngày xưa vô đây rồi, muốn bỏ ra không phải dễ đâu. Thành ra mình phải chú ý vào đây thì được. Bởi vì tại sao mà Đức Phật bảo là cái thiền tông này nếu mình tu đừng cho ai biết mình tu, chứ trường hợp nào thân thiết lắm mình mới nói thôi, chứ mình không hiểu cái công thức này được mình coi chừng. Bởi vì tu thiền tông có nhiều người nó bị này bị kia, tôi không nói như thế nào, nhưng mà nhiều này bị kia là do cái nhiệt tình của mình quá đi, nghe không? Nhiệt tình thì được, nhưng mà nhiệt tình phải khôn ngoan. Bởi vì tu thiền tông phải trí tuệ, chứ mà tu mù chứ rồi thấy hay quá là tu mù la lên ung sùm mà vài bữa mình biết. Vài bữa vô nhà thương nằm đó. Người nói là tại sao tôi tu mà ông Phật ủng hộ tôi, ông Phật nào ở đây ủng hộ. Nó thế giới này là thế giới nhân quả, chỗ người ta mình nhào vô ông Phật, chính ông Phật không dám rước mình về luôn. Trừ trường hợp nào mà ông thần quản lý thả ra thì ông mới dám làm qua tiêu dẫn mình về nha. Ông thần quản lý còn lắm, ông không dám. Đây thế giới của người ta, ông nhào vô đây, ông cũng đâu có dám vô trong này đâu. Ông nhào vô đây thì ông nằm ở trong cái rìa của cái hải triều âm á, để chi ông nương theo, ông mới khi nào thấy thả rồi ông mới là cái qua tiêu rước mình đi. Chứ đâu phải ông Phật vô này, ông toàn năng toàn giác, toàn năng toàn giác là ông biết. Nhưng mà cái quy luật chân lý ông có xen vô, giống như xe ở trên giao lộ mà ta nó đang chạy đó, ông giỏi, ông là kỹ sư hay gì tôi không biết, ông đúng lúc đầu là cũng dẫn cán ông như thường. Cái quy luật vật lý của ta là vậy. Mình phải hiểu thế giới này là cái thế giới vật lý của âm dương, của nhân quả âm dương. Mình làm cái gì phải cho hiểu. Thiền tông ra đời là để nói cái này, chứ không phải là xóa cái kia. Người ta không hiểu là tưởng là thiền tông nó ra nó xóa cái kia, không có xóa. Thế giới này ai muốn gì muốn. Ví dụ mình tu thiền tông thì mình biết thiền tông, người ta muốn tu tịnh độ, biết tịnh độ, đừng có khen, đừng có chê người ta.
nó mình chê thì nó sẽ có những cái chuyện không hay đến mình. Là thế giới vật lý mà còn vô đây, giống như mình vô cái xóm mà chuyên môn đánh bài mà mình vô mình nói người ta nó đập mình chết luôn á. Cái xóm nó chuyên môn cờ bạc không, giờ mình vô rồi mình giảng đạo đức chắc có lẽ mình chết sớm rồi đó. Giờ con hỏi tiếp đi. Câu hỏi của Phật tử Nguyễn Huệ Quang, cư ngụ ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, hỏi câu số 1. Phật tánh với tánh của chư Phật có điểm gì khác nhau không ạ? Nói rõ này. Dạ. Nói rõ này. Phật tánh với lại tánh của chư Phật có khác gì nhau không? Phật tánh chứ, Phật thì đâu có tánh. Phật tánh có nghĩa là cái Phật nó, ông Phật nó có cái tánh đó đó, cái tánh nghe thanh tịnh, rỗng lặng hằng tri, nói nghe biết vậy đó. Còn tánh ông Phật là ông Phật không có tánh, mà con người, cái tánh con người, cái con người mà nó đảo lộn mới gọi là tánh người, tánh con này con kia. Tánh thì nếu mà tánh người, tánh Phật thật mà nó không có tánh thì ông có chấp rồi. Không là Phật tánh, cái đó là tự nhiên như vậy. Vì thế mà cái Phật tánh gọi là cái chân như. Còn cái tánh con người không có chân như, mà cái tánh người người là cái tiếng chấp ngã. Và 16 thứ nó quay. Thế thì dùng cái chỗ này mình dùng đảo ngữ nó sai. Thành ra Phật tánh Phật khác, Phật tánh khác. Tánh ông Phật không có tánh, mà vô đây mang thân người thì mới được gọi là tánh Phật trong thân người thì được. Đi về Phật giới không có nói cái này. Rồi xong không thông thì hỏi cho kỹ. Câu hỏi số 2. Đạo nhân vô tu vô chứng có phải là người không tu không chứng gì cả phải không? Hay là người dạy rõ công thức giải thoát, hướng dẫn lộ trình về Phật giới? Xin được lắng nghe thầy chỉ dẫn ạ. Bởi vậy nói câu này phải nói cho hết. Đạo nhân vô tu vô chứng, một cái ông đạo đó, một người không tu không chứng nhưng mà ông về Phật giới được trong đó đó. Chứ ông đạo nhân không tu không chứng mà ông biết đường về Phật giới thì ông đó là gì? Ông đó là cái quyển quá thôi chứ làm gì. Có nghĩa là mình cúng, mình thay vì mình đi cúng chùa, cúng miễu, cúng đình á, thì để mình tạo gì? Tạo phước đức dương hoặc phước đức âm. Còn mình bây giờ cúng cho cái ông này để đưa mấy quyển sách này, cúng ông này là mua mấy quyển sách này là đưa cho ổng, ổng hiểu ổng về Phật giới thì mình có công đức đó. Mình cúng cái ông nào mà ổng đi về Phật giới, cái ông đó khi ổng về Phật giới đó thì gọi là đạo nhân vô tu vô chứng. Ông nếu mà tu thì nó không có về Phật giới được, mà nếu mà chứng thì cũng không về Phật giới được. Bởi vô tu, bởi vì thiền tông nó bắt buộc nó không cho tu, chỉ học và hành cho biết, học cho biết công thức, biết con đường trở về, trở về tới vô hải triều âm là mới xưng đó, ta là đạo nhân vô tu vô chứng nè. Thì khi nào ông này ông nói tuyên, ông vào đó mà ông phát ra được cái tiếng này thì mới là gọi đạo nhân vô tu vô chứng. Kêu bằng nghiệp chướng bổn lây không, nghiệp chướng giờ này mình mới hiểu. Ủa nó không phải mình, tại mình ở trong này mình thấy nó vậy chứ mình ra đây thấy có gì đâu. Ác thì nó trở về âm, mà phước nó trở về điện dương, nó có gì đâu mà ấy. Nó hòa hợp lại nó trở thành cái nghiệp đó. Ông nào mà hiểu được này mà về bên đó thì mới gọi là đạo nhân vô tu vô chứng. Mà ông đó là ai? Nhờ một người cúng cho ông cuốn sách, cái máy thì ông mới về được. Chứ nếu không có quyển sách, không có máy thì làm sao ông về? Ý Đức Phật muốn nói là cái chỗ này. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật nói là cúng dường hằng hà sa số Đức Phật không bằng cúng dường một vị đạo nhân vô tứ, là cái ý chỗ này. Bây giờ ông cúng ông Phật, trời ông Phật ra giờ một ngàn ông thì ông cũng ở trong này thôi, không lẽ ngồi cúng hoài cũng vậy thôi. Mà mình cúng một ông này ông về được Phật giới thì mình có công đức, thì cái công đức này ông thần mới thả mình ra thì mình mới về Phật giới được. Ý là muốn nói cái chuyện này. Rồi muốn hỏi tiếp đi.
có phải tất cả Phật tánh vào thế giới này mượn thân con người để tạo công đức cũng phải tuân theo quy luật vật lý âm dương hết không? Bây giờ đầu tiên á, vị Phật vô đây thì trước khi vào thì mà một vị thật ở bên Phật giới có nói rồi, nó vô đây không có dễ đâu, đừng có vô. Thôi kệ, ban tính Phật, ban cái Phật tánh nó nhỏ vậy là nó khỏe lắm, đừng có mang đi ham cho lớn kia rồi vô đây không ra được đâu. Thì tánh Phật nói sao? Ôi, thế giới vật lý là cái gì? Nhà lầu xa hơn không á, đâu á, nó tôi không xài, tôi cũng đi di chuyển tôi bay thôi. Ông vô đó ông mang thân người đi, mang thân tứ đại rồi ông biết ông bay nổi không, mang thứ tứ đại ông chạy cho cũng được chứ đừng. Vì thế mà ông khen thường tánh Phật vô đây mới xem thường cái quy luật vật quả dân, cái bằng nhân quả vật lý luân hồi để đất này nó mới cơ sở, nó mới vô, nó mới không tạo nhân quả, không tạo công đức mà nó có tạo phước đức không, mà xem thường mà đã vô đây rồi mang cái thân người, mang cái tánh người chấp ngã rồi thì hoàn toàn bắt đầu công đức, chửi công đức luôn. Cái sự thật người ta chỉ cho mình bỗng ra nó chấp, nó chửi đó. Rồi sau đây nó vì thế mà trước khi Đức Phật chỉ vô đây, trước khi gặp thần dùng cũng cảnh cáo một lần, một ông trở ra đi, trở ra tôi chỉ vô được đi về, nó không cho tôi mượn đi đó, mượn rồi chừng nào đủ tôi ra. Không có ngờ nhào vô đó rồi dính mà mới một đời trước không chịu, đời này qua đời kia rồi sao đó, họ giờ không biết đường ra. Rồi mà 10 ngàn năm có vị chỉ ra, còn giữ trong này nữa không cho chỉ, ông thấy không? Cái quy luật nhân quả luân hồi nó khủng khiếp lắm. Thứ nhất là con người là cái tánh là chấp ngã, đã chấp ngã rồi, chấp vô để mang thân ta rồi, nó ta giỏi, ta học tiến sĩ, ta hơn dám chửi ông Phật, ông có bằng tiến sĩ, ông dặn ta bậy. Tôi thì có bằng tiến sĩ cơ công luôn á, chấp ngã chấp tự đó, rồi mình thấy suy nghĩ sao, mình thấy ghê gớm cái tánh người không, mà tham gì thấm vừa thôi. Một cái nhà mình ở một nhà cho nhà mướn đủ ăn rồi không chịu, kiếm 40-50 cái nhà cho mướn mới được. Rồi sao đâu phải đi lừa gạt nói này nói kia để mà cướp đoạt cho người ta được. Thế giới vật lý nó là vậy, nó mình phải hiểu thế giới này không phải dễ đâu. Bây giờ ông Phật nói ra là còn, ông còn sợ, ông nói thôi. Bởi vậy tôi nói cái câu chuyện mà tại là sao mà ông Phật nói cái câu chuyện mà ổng xuống Lâm Cung, ổng xuống Lâm Cung Lâm Dương cho tặng ổng một cái ngọc Minh Châu. Ổng nói thôi, cái này tôi biết rồi, thôi tôi giao lại cho con ông á, Lâm Nữ á. Rồi sao? Ổng không dám á. Có nghĩa là ổng hiểu cái này ổng không dám, ông phải giao cho cái bà sao, cái người sao này mới nói là, chứ ông Phật cũng không dám nói cái pháp môn này. Mà bởi vì người Trung Quốc nó có pháp, nó làm ra một cái phim mà gọi là 5.000 trên 7.000 người mà đi 5.000 người còn lại 1.000 mấy trăm người chửi ông, trong phim nó rõ ràng chứ không phải. Mà bây giờ có nhiều thầy phản bác này không chịu, nó giả không đúng. Tiền tông này không phải, thằng tông này của Ma Dương chứ không phải của người ta đó. Rồi sao mà mấy ổng cúng là chánh dương đó, chứ không phải Ma Dương. mấy ổng mà kêu bằng đi lừa ta thì là chánh dương đó. Đi đây đó kiếm tiền là chánh dương đó. Còn Ma Dương là đi nó tự thật là Ma Dương. Rồi hỏi tiếp đi. Câu số 4. Phật tánh vào tam giới này quá cảnh khắp nơi, có phải tùy thuộc vào nơi đến mà Phật tánh sở hữu viên Minh Châu kích cỡ lớn nhỏ khác nhau không ạ? À? Xin thầy khai thị cho. Cái câu này hỏi không rõ, nhưng mà tôi nói thế này nè. Ý câu này muốn hỏi cái Phật tánh á, mình phải hiểu á, là từ ở thế giới Phật đi vào,
nó đi vào trong này, trong cái tam giới này nó có mấy cái bào hoàng đạo, mà cái duy nhất chỉ có cái trái đất á, thì nó mới cản được cái mặt trời lửa tam muội được. Vì thế mà khi cản á, thì ông Phật mới chỉ vào nương theo mặt trời, đi theo nó đi rồi đi qua, rồi mới vô trong trái đất. Duy nhất chỉ trái đất nó mới có cái tầng bảo vệ. Còn nếu không có cái bảo vệ thì tất cả dù tánh Phật cái gì vô đây chịu không nổi. À, thành ra vô đây rồi, ví dụ bây giờ nó đáp vô, ví dụ ở Mỹ đi, bởi vì cái tánh Phật nó đi, nó đâu phải đi máy bay như mình, nó chậm, không có đâu, nó đi bằng tốc độ điện từ, thì nó đi lượt quanh cái đất này, thấy chỗ nào thích nhào vô chỗ đó thì là mới nhào vô khi gặp ông trưởng dòng tộc. Bởi vì trái đất này có bốn dòng tộc thôi, số dòng tộc là trái đất này có bốn dòng tộc, rồi thích dòng tộc nào thì vô chỗ đó mượn thân với người ở đó, đó mình mới hiểu cái nguyên tắc. Chứ còn đừng có tưởng là muốn vô, bây giờ vô nó có quy lực, vô thế giới này nó có quy lực, mà muốn vô làm con thì phải xin ông thần chủ dùng á, ông đồng ý mới là nó. Mình phải hiểu rồi khi vô đây, vậy nó quay mà vô đây nó quay rồi nó quên đi, nó quên cái dù tàu công đức. Mà cái trái đất này nó quên á, là vô thứ nhất, cái quên thứ nhất làm cái tử cung người mẹ làm cho quên đi. Rồi thứ hai cái tánh người nó bung ra 16 thứ nữa, cứ sống nó thôi. Rồi thứ ba nữa tạo cho nhiều nghiệp đi, rồi giờ làm sao thoát là nổi. Một sợi dây cột ấy rồi còn bung ra không nổi, mình đã tới ba sợi nó cột rồi làm sao bung ra nổi, tại nó khó. Vì thế mà 10.000 năm một vị Phật ra đời chỉ cho cách bung. Trong cái kinh nào có nữa là chỉ tháo gút, trên cái này là ông nói về kêu bằng mà úp mở vấn đề giải thoát. Trong cái kinh dường như kinh Tú Lăng Nghiêm á, thì Đức Phật là tháo gút. Muốn tháo gút thì phải thật cái này, phải hiểu đầu đuôi mối nhọn, đầu đi mối nhợ, mới tháo được cái gút này mới thoát ra quy luật nhân quả luân hồi này. Trong kinh Tú Lăng Nghiêm rất rất rõ chứ không phải không. Muốn vô đây không phải dễ đâu. Mà bây giờ thì thôi, lỡ vô đây mà hên rồi nghe Thiền Tông nó nói thì mình cố gắng. Bởi vì khi Thiền Tông nói cố gắng là cho hỏi tự do đi, hỏi cái nào mà Thiền Tông nói không được thì đã đảo rồi. À, còn nếu được thì mình nghe mình đi lại về. Mà Thiền Tông nói ra hoàn toàn không lấy tiền ai hết đây, không, đây hoàn toàn ở đây không có lấy. Chứ còn chỗ khác là mấy ông thầy ngồi giảng hay văn thơ cũng có, đây hoàn toàn không có nhận đó. Mình phải hiểu cái nguyên tắc này đó. Người ta tự ta thiệt tình vậy, mình không chịu học nên không có gì vậy. Rồi hỏi tiếp đi, coi cái câu hỏi là có thỏa mãn không, thỏa mãn thì cứ hỏi tiếp. Câu hỏi này của Phật tử tên Phủ Thị Huệ ở quận Gò Vấp hỏi câu số 1: nếu có người thân như cha mẹ hay là anh em ruột mà bị mất, thì người tu theo Thiền Tông có thắp nhang hay là vái trước bàn thờ của người mất đó, cái công đức có bị bôi đen không? Mình thắp thì thắp, mà đừng có vái gì thì không bôi đen. Nói thắp nhang cầu A Di Đà rước mẹ đi rồi bị đâu bôi đen à? Nên nhớ một điều, thắp là thắp, còn cái vấn đề mà bôi đen là không, là do cái lòng của mình phát ra mình mới bị. Còn bởi vì dù ông bà cha mẹ người thân mình đến, người ta chết mất mình vẫn đốt cái nhang, mình thắp, mình kính cẩn, mình thắp thôi, tuyệt đối đừng có nói gì. Người thế gian đối xử với thế gian là bằng cái lễ nghi bên ngoài, còn cái chuyện mà thầm giái đâu ai biết. Mình có giái cũng nhép cái miệng mà đừng có phát cái gì hết. Thì đấy, thì có người ta nói, người ta nghe thì mình ta dồn cái miệng, mình có nói gì không thì cũng nhép gì, tao đừng có nói gì hết. Thì không có. Chứ mà nó hít hà nghe không, hít hà nó cứu đi đây đi đó rồi thầu có chừng dính à. Nó là mình dính vật lý rồi.
Giống như tất cả những gì thế giới này mình hành động, suy nghĩ hành động thì mới nhân quả, còn suy nghĩ không hành động không nhân quả. Tùy có nói nhép nhép miệng nhưng mà không ra tiếng thì không có gì hết. Nhép nhép ra miệng rồi có như là cầu xin, cầu xin là bị. Rồi hỏi tiếp. Câu số 2. Con nghe thầy giải đáp, chỉ cần chắp tay vái trước Phật Thích Ca thì công đức bị bôi đen. Vậy con chắp tay vái Phật ở chùa Thiền Tông Tân Diệu này, công đức có bị bôi đen không? Bôi luôn. Trường nào mà cái chùa này tổ chức một cái cuộc lễ gì thì được, còn không hoàn toàn không có tổ chức cuộc lễ, lời vái cũng bị bôi đen luôn. Đến chùa làm như vậy được. Kính cẩn ngồi đây nè, con cảm ơn Đức Phật để lại cái pháp môn này hay quá, con này con mừng quá, tôi cảm ơn ngài rồi xong. Chứ đừng có đem cái cây cúng mà cúng là ổng đâu ăn đâu, cứ hỗn nhào vô rồi cái bắt đầu á phóng hồng quang xuống ổng tưởng phận nó chết nè. Rồi không đó mai mốt cái ngày nào ổng lại chùa này cơ chết luôn á, nó biến thành rồi. Cái kỳ này nó đã ô uế nay là mấy chục năm rồi, mà mới xóa, bắt đầu xóa từ ngày 14 tháng 5 2017 tới nay. Cái trước đó tất cả những vị thầy trụ trì đàng hoàng tại đây hoàn toàn cho cúng hết, không dám nói một tiếng nào hết, mà khi công bố quyền ký tự mấy ông thầy trốn luôn đó. Cái ngày mà lễ Thiền Tân Phật Đài này là ông thầy Bình ông đây cũng làm ha, xin ông thầy niệm ông đi trước khi tôi chuẩn bị công bố quyền ký 6 tháng, thầy niệm ông bỏ ông đi liền, tôi không nói gì hết đó. Thì tại sao bây giờ đã nói ra rồi thì thôi mà mễ, còn ngày xưa mình núp mà. Cái Thiền Tông này mình nói trước 10 năm thì chưa chắc cái chùa này nó, hồi xưa cái chùa nó nát, cắt lợi để gì, để phổ biến Thiền Tông chứ không phải cắt lợi để cúng. Mấy ổng đâu có để ý tới cái gì này, nhưng mà khi công bố quyền ký ra là mới chấn hở ra. Nhưng mà đã công bố rồi thì giờ muốn cấm cũng được đâu có sao. Tôi đã xong nhiệm vụ tôi rồi. Nhưng mà nên nhớ là khi công bố quyền ký rồi tôi đưa cái luật khác, đưa cái luật pháp nhà nước ra cho tôi tự do tín ngưỡng. Bởi vì khi công bố quyền ký rồi thì mấy tháng sau cái luật tín ngưỡng có hiệu lực liền. Đây là cũng nương thì sư nếu thảo dạy tôi là khi con công bố ra gì sao nó có cái luật pháp bảo vệ, mà tôi hồi đó tôi không biết luật pháp gì, tôi không biết. Nhưng mà khi nào đọc xong rồi tôi mới nhìn, tôi lên mạng tôi mới nhìn thấy còn cái bộ luật hình sự nó dày, cái luật tín ngưỡng nó dày, tôi mới hiểu. Chứ hồi xưa không biết, hồi ai chắc cũng có thần thông rồi mà không biết trước, phải nói từ trước rồi. Không hỏi tiếp đi. Câu hỏi số 3. Khi thọ mạng của thân tứ đại hết, điện từ âm dương không bảo quản thân tứ đại nữa, tự nhiên co lại là trung ấm thân, mà trung ấm thân phải rơi khỏi tầm tay của ông thần thừa hành là an toàn, mà ông thần thừa hành thì quản lý không qua khỏi ngọn cây. Vậy tại sao trung ấm thân đang ở mặt đất mà lại bảo rơi qua khỏi ngọn cây là sao ạ? Bây giờ khi mình mất thì cái trung ấm thân ở đây, thì bởi vì tôi nói là thức dậy thấy ông thần đứng kế bên thì kể là khỏi chạy. Có nhiều người nếu mà đi thấp xuống á, vừa mở mắt thấy ông nắm mình chứ không có không phải đứng gần đâu, nắm cứng ngắc luôn, hết chạy luôn. Còn rơi á thì nói thế này, nguyên tắc mà mình có công đức nhiều á thì ông thần không quản lý được thì nó phải rơi, nó đi ra rơi, đây là khoảng nó đi ra ngoài trái đất á, và sức hút trái đất á. Mà vị thần á, vị thần thừa hành không bay ra khỏi ngọn cây, vì luật thần nó có khác, luật thần chủ thế giới á thì nó phải là dưới 10 cây số, còn luật mà thần mà quản lý dùng 8 cây, quốc gia 8 cây, còn kia 6 cây. Rồi trong cái thừa hành này nó có nhiều cái cấp bậc nữa, giống như là tổ trưởng hoặc là tổ phó gì đó. Nhưng mà thừa hành thì không quá khỏi ngọn cây,
được rồi, nó không dạ không được là gì, nó đen quá, nó hút cái đất, nó hút lại không cho bay ra khỏi cái này. Vì thế mình rơi, mới vừa rơi thì mình thở đầu ấy thì thấy có hoa tiêu dẫn sự thật, nó không phải rơi mà nó quay ngang. À, thay vì nó bay thẳng ra trái đất mà nó không chịu bay, nó bay đà cho trái đất, mình tưởng đâu là nó rơi, chứ sự thật mà quản lý cái này thì ông thần thực hành không có dụ mình. À, đi vòng lên, ông đi gần kịp là ông đấm lại rồi là mình khỏi ra. Nó phải hiểu cái này, có nghĩa rơi ở đây là nếu mình tính ra đúng cái độ thì đi ra khỏi trái đất. Còn nó rơi mà nó rơi ngang hay là coi chừng ổng á, rơi không cho khỏi ngọn cây. Thì thế mà cái hoa tiêu mà nó bay ra khỏi ngọn cây là chắc ăn á. Còn nếu hoa tiêu mà bay không khỏi ngọn cây, cứ nó lòn nó đi là mình coi chừng, nó còn nằm ở trong này. Nó là do cái lực của nó, mình phải hiểu cái nguyên tắc của nó. Thành ra trong cái này đó, nó có nhiều cái. Nếu mình tạo công đức đầy đủ rồi, chắc chắn đi ra. Ông thần không bỏ mình ra, rồi mình ra ghi ra cấp tốc ra khỏi ngọn cây đó là cái hoa tiêu xuất hiện liền, chú hiện nó dẫn mình về. Cái đó là chắc ăn nhất. Cái đó là lời dặn dò lần thứ nhất. Còn lần thứ hai, lần thứ ba mình mới dùng cái diệu thuật. Nó có ba cái cách. Rồi, xin hỏi tiếp đi. Câu hỏi số 4. Thầy bảo trên toàn thế giới này chỉ có 4 dòng tộc thôi. Vậy có phải 4 dòng tộc đó là 4 châu lục không ạ? À? Ví dụ như là châu Âu, châu Á, châu Mỹ, châu Phi. Xin thầy nói rõ từng dòng tộc. Ở trong cái này thì nói là ông Phật á, ông nói là thế giới này có 4 dòng tộc thôi. Mà nó không phải châu mà nó mang cái màu sắc đen vàng đỏ trắng. Đó 4 dòng tộc này nè. Nó mang cái màu sắc con người trong cái châu. Nghe không? Con người nó có bốn loại. Đen, vàng, đỏ, trắng. Mình dính vô cái nào thì dính vô á. Nó là cái dòng tộc. Mà bởi vì ngày xưa mà tánh Phật nó vô đây á, không có hiểu được là cái dòng tộc như thế nào. Thấy chỗ nào đẹp thì nhào vô. Vì thế mà có nhiều người rơi vô mà ông thần dùng á, ông nhận rồi, ông là kêu bằng trưởng dòng tộc của màu đen thì mới hỏi vô màu đen. Rồi xưng mà sau đó nhiều năm nhiều đời nhiều kiếp á, nó mới lai đi là gì, nó bị nhân quả giữa cái màu đen, màu trắng, màu vàng, màu đỏ gì đó, nó mới lai đi. Thành ra bây giờ con người nó bị pha màu. Tại sao bây giờ người ta nói là cái màu có người trắng thật trắng, có người đó trắng ít, người trắng nhiều là tại nó pha vì cái nhân quả. Đó, phải đen cũng vậy. Đó, trong cái giáo lý thì Đức Phật căn cứ vào 4 màu da của con người, gọi là 4 dòng tộc, chứ không phải châu kê châu lục. Rồi hỏi tiếp. Dạ, câu số 5. Tại sao Tổ Hoằng Nhẫn bảo với Tổ Huệ Năng là vì hoàn cảnh của ông quá đặc biệt nên không thực hiện truyền thiền nơi chánh điện Thiền Tông, chùa Thiền Tông Đông Thiền này được? Ta chỉ thực hiện đơn sơ nơi Thiền Tông thất này bằng 3 nén hương. Ý của con muốn hỏi là tại sao Tổ Huệ Năng lại không được truyền bí mật Thiền Tông tại chánh điện Thiền Tông mà lại phải truyền ở nơi Thiền Tông thất hạ? Có phải vì địa vị của ngài Tổ Huệ Năng, có phải vì địa vị của ngài nên Tổ Hoằng Nhẫn phải giấu không ạ? À? Mình phải biết thế giới này gọi là thế giới vật lý. Ở trong cái chùa của Ngũ Tổ bao nhiêu 700-800 ông tăng mà dám đem lên chính điện truyền không? Truyền giấu vậy mà nó còn dí nó mất rồi lấy lại. Bởi vì ổng biết cái tánh con người đó là vậy, con người vật lý đó là vậy, không có thể nào chấp nhận một con người mà không biết chữ mà còn để cái đầu mà truyền tiền được thì có khác gì bây giờ không? Tôi nói thiệt, ông Nguyễn Nhân đó mà nó xin lỗi cạo đầu hòa thượng một cái là thiếu nó đông lắm. Ông Nguyễn Nhân này để tóc mà cái cha này không có bằng cấp gì, không có tu ngày nào chơi được cái này là sao? Thì có khác gì cái chuyện của ngày xưa chữa lục tổ Huệ Năng không?
Hồi xưa mà lục tổ Huệ Năng xin lỗi, vừa đánh chuông để mà truyền thiền một cái là xin lỗi, thầy trò chết luôn chứ không em Huệ Năng chết rồi. Thế giới vật lý nó là vậy, là nó phải sợ. Thế giới mà ông Phật đã nói rồi, ông nói là thế giới này không có được, phải ráng cố gắng sau đi cho tới cái thời mạt pháp mới công bố ra. Còn nếu công bố trước là ông có chừng đó. Nó thì mình thấy thế giới này nó là vậy. Thành ra ổng biết, ổng không dám tiền chứ mà ổng tổ là muốn làm gì làm, tổ muốn làm gì làm mà phải thuận trong thế giới vật lý. Cho nên mà làm một sai vật lý ông cũng chết luôn. Đâu phải dễ đâu. Chứ không phải không có kỳ thị, ổng biết chữ. Bây giờ biết không biết nhưng mà thì không dám. Nó rõ ràng. Rồi hỏi tiếp đi. Câu hỏi số 6. Con rất ham tạo công đức, nhưng vì chị em, bạn bè hay những người liên quan đến con, đôi khi họ có lời nói, hành động sử dụng bằng tánh người. Mặc dù trong lòng con không nói ra, nhưng con không hài lòng. Như vậy là con còn chấp, còn giận. Vậy con có bị ảnh hưởng gì đến công đức không? Thưa thầy. Không được. Đã ta nói lưu không dấu vết, truyền tông không cho lưu dấu vết. Có nghĩa là mình không có thể, tôi nói thiệt rồi, giờ con mà tu truyền tông mà cha mẹ không đồng ý cũng không được quyền nói rồi, dẹp luôn. Nó thế giới này là thế giới vật, bởi vì cha mẹ mình là gì, là sống theo cái quy luật vật lý. Mà bây giờ mình thoát ra cái này, ông bà chịu nổi? Ông bà là ai? Chứa ổng bả chứa một đống ở trong chứa một đống cái lời âm ở trong á. Tuy là nhân quả là mình làm con, nhưng mà đều cái vật lý ổng chứa đen thùi rồi, ổng thấy là ổng chịu nổi vậy thôi, mình phải né. Cái nguyên tắc phải né, bởi vì tại sao mà Đức Phật bảo là truyền tông không có lưu được cái dấu vết. Sở dĩ bây giờ công khai nói là gì, tại công bố rồi, hơn nữa là cái luật pháp mới cho phép, chứ không luật pháp mà bộ luật hình sự mà không nói, không cho cái này ông nội tôi muốn giấu ngồi đi nói. Nói thiệt là tôi công bố rồi tôi đi. Nhưng mà tại sao mà Việt Nam mình thống nhất này mấy chục năm mà không có bộ luật hình sự, mà luật sự có trước một năm. Ẩn ý cái gì ông Phật biết, nhưng mà ông có nói, ông nói về sao cái nước rồng nó có cái bộ lực để yểm trợ cái này, chứ không phải muốn nói thì nói đâu. Đó nói bây giờ công bố được rồi, nhưng mà không có bộ luật hình sự hoàn toàn không dám nói cái này. Thôi ai muốn hiểu gì hiểu thôi, tôi trốn chứ đâu, bây giờ không thấy đâu. Mình làm đây bằng luật pháp mà ông Phật đã nói trước mấy ngàn năm rồi, thì sư Ni Đấng Thảo nói mấy chục năm rồi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu hỏi cuối cùng số 7. Người tu theo thiền tông mà kinh doanh thì vẫn cúng cô hồn, nhưng chỉ thắp nhang và vài gói bánh kẹo thôi, chứ không cầu xin lại lục gì cả. Con cũng kinh doanh, nhưng từ khi con đọc hết 10 quyển sách thiền tông là con dẹp hết bàn thờ ông Thần Tài, ông Địa. Bàn thờ Ngài Quán Thế Âm thì con mang gửi vào chùa. Bàn thờ tổ tiên của chồng thì chồng tự cúng. Nói chung là con không cúng gì hết. Gia đình ai cúng thì cúng, chứ con không nói gì cả. Bây giờ con nghe thầy giải đáp như vậy, nhưng con vẫn cứ giữ ý kiến là kiên quyết không cúng thành phần cô hồn đó nữa. Vì con nghĩ là mình còn cúng thì có nghĩa là mình còn liên hệ với họ. Con quyết chí như vậy có được không thầy ạ? À? Và có ảnh hưởng gì đến việc tạo công đức của con không? Làm vậy không có đúng. Mình nói là mình loại gan ngăn bướng. Thế giới vật lý người ta đang là thế giới này á. Nếu mình mà buôn bán mình cúng, hồi đó là mình không biết, mình xin phù hộ, xin mình không nói phù hộ mà nói Phật phù hộ, nó sai, hoàn toàn sai với ông Phật. Bây giờ mình biết rồi thì mình nói vậy, nó tôi đưa bán thì thôi cô hồn giúp tôi vậy thôi, tôi cúng cho ông ăn, mình giúp nó có qua có lại, ông cho tôi đắt thì tôi cúng cho ông ăn. Cái chuyện này nó không thành vấn đề đối với kia. Còn hồi xưa mình cầu nó khác, bây giờ không có cầu, trao đổi, ông giúp tôi cho ông ăn chồng,
Lục cái rồi kêu lục nhân quả trái đất này là rất đúng. Còn nếu mình tự nhiên cái đem Quan Âm mình quăng thì không được. Quan Âm có nhiều khi đâu phải ta không ngự, nhưng mà đều ta hiểu. Bây giờ nói thật là Quan Âm không ngự, nhưng mà thần phước thiện ngự ở trong đó đó. Rồi sao? Không cần tôi. Rồi sao? Có nghĩa thế giới vật lý này làm cái gì phải làm hết, nhưng mà với điều mình phải chỉnh cho sự hiểu biết mà cho đúng thôi, chứ đừng có hiểu sai. Tại vì mình hiểu sai tự nhiên đem mặt thờ quăng không được, đó tầm bậy tầm bạ. Ngày xưa mình cầu cúng rồi mình mà tôi xem là cúng của hồn mà còn chổng khu lại thì thôi giờ sao. Rồi bây giờ mình hiểu rồi mình chỉnh lại cho đúng lại, rồi từ từ mình phải giảm bớt. Nếu mình chấp nhận mà làm ăn ế thì không cúng được. Có nghĩa là mình làm ăn mà không cúng, có nghĩa mình sống bằng nhân quả của mình. Cái phước tôi có là tự động nó tới, không có là thôi. Còn mình cúng, đây là mình lương lẹo. Giống như là mình đi thường thường á, đi qua trạm thì ta biểu mình đóng thuế, mình không đóng thì anh làm sao cho qua. Mình phải hiểu cái thế giới này, đừng có làm vậy. Bởi vì khi muốn làm cái gì phải hỏi cho kỹ, chứ đừng có nói. Bởi vì có nhiều người tại sao mà cái này xong có đem bàn thờ quăng hết. Trời ơi, mẹ ông bà mình không đủ á. Ông bà mình nếu mà chịu mà đi theo quy luật nhân quả luân hồi thì phải đi, còn không đi ra mã ở về nhà không, hoàn toàn không vô loại của hồn nha. Phải hiểu cái này. Ông bà mình không điêu là tôi sợ, tôi không đi, tôi ở nhà tôi ra mã tôi ở rồi. Có hai con đường đó. Vì thế mà có nhiều người tại sao mà ông bà ở rất lâu và không chịu theo luân hồi, lên làm người mang thân tứ đại phải đi theo nhân quả. Còn nếu không thì một cái tôi ở nhà hoặc đưa ra mộ tôi ở rồi, còn vô có hồn thì không vô. Mình cái ông bà mình người ta thấy rồi sao? Có nghĩa là nhà cửa ông bà mình để lại thì mình vẫn lấy như hồi ngày xưa đó, thì mình cúng, thì bây giờ mình bớt lại để chi mình từ từ mình lấy. Thì ông bà mình cũng không nói gì thì mình cũng mà rỉ tai nói giờ con tu vậy đó, thì thôi ông bà cũng thông cảm, thì ở con chỉ chân bông chân trái thôi cho nó đẹp thôi. Ông bà mình cũng thương mình đi chứ đâu bỏ mình, tự nhiên đem quăng hết không được. Cái này coi chừng ông bà mình không làm cái suối mấy thằng ngoại nó làm mình rồi. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, Nguyễn Thị Hoa ở Đà Nẵng có hỏi 4 câu như sau. Câu thứ nhất, câu vô thượng chánh đẳng chánh giác và câu tâm bồ đề vô lượng có khác và giống nhau như thế nào? Nó là câu vô thượng chánh đẳng chánh giác và câu tâm bồ đề vô lượng. Chữ vô thượng là không cao, chứ không cao. Đây là muốn nói về cái chân như. Cái bồ đề là cái gì? Chữ bồ đề là chữ giác. Chữ giác này nó không có cao có thấp, gọi là tâm bồ đề. Rồi cái gì nữa? Tâm bồ đề vô lượng. Vô thượng hay tâm? Vô lượng, vô lượng. Vô lượng, vô lượng, vô lượng chánh đẳng chánh giác hả? Không, câu đầu á là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng phải không? Dạ. Rồi. Câu thứ thế hai là nó tâm có cao cái bồ đề nó tự nhiên vậy. Cái giác cao có thấp vậy đó. Rồi câu hai. Câu hai là tâm bồ đề vô lượng. Tâm bồ đề là mấy ông vật lý chứ làm gì có thiền tông có cái tâm bồ đề. Một là cái tánh Phật, hai là tánh người. Nếu qua thiền tông thì phải một tánh Phật, hai tánh người, không có tâm. Đã khẳng định là đạo Phật thiền tông không có tâm, mà chỉ có hai cái tánh, một tánh người và tánh người, tánh Phật thôi. Mình phải hiểu cái thế giới này nó là vậy. Còn mình nói sai, cái câu hỏi này nói sai. Cứ là tâm mà chữ bồ đề là chữ giác. Chữ giác là biết. Biết thì ở đâu có dụng cao thấp, biết là biết tự nhiên thôi, gọi là thì cái biết chân như. Rồi còn cái tâm gì? Tâm bồ đề vô lượng. Vô lượng hả? Dạ. Cái này nó không có hình tướng mà làm sao có vô lượng. Hỏi câu này nó sai.
Rồi đó, con hỏi tiếp là nếu ấy thì biên nó lại, biên lại để hỏi cho kỹ. Câu số 2. Bởi vì thế này nè, cái tâm á, thì sở dĩ cái đạo Phật Thiền Tông nó chấp nhận là đây là nó quen rồi, chứ thì tận đi giao Thiền Tông nó không có cái tâm, mà nó chỉ là tánh người, tánh Phật thôi. Còn biết thì thôi, giác là chưa biết. Còn bây giờ cái tâm là gì? Ngày xưa đó thì cái khi mà cái đạo Phật nói ra là nó nói về cái tánh, tánh người. Rồi cái bây giờ người ta xài cái chữ tâm mấy ngàn năm nó quen rồi, thì giờ đó là tâm tánh, à ta ghép vô để cho nó ta hiểu này thôi. Chứ khi mà đã lên đạo Phật Thiền Tông rồi nó chuẩn quá rồi, nó không kêu bằng đạo Phật, nó không có tâm mà chỉ có tánh thôi. Vì thế mà trong cái bài mà nói về vấn đề mà diễn đàn thì trong con người nó có ba tánh: tánh Phật, rồi tánh cô hồn, và tánh người. Nha, mình phải hiểu cái này đó. Bởi vì đây gọi là nó chuẩn quá là cái sự hiểu của 10, mà mình đặt câu hỏi này là nó sai. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi số 2. Trong Huyền Ký có câu cầu vô sanh niết bàn, còn trong các bài kệ của tổ có câu chỉ cần thanh tịnh không mong niết bàn. Vậy hai câu này có nghĩa là sao? Câu sau là cái niết bàn này nó là thanh tịnh, mình mong đó là mình mong là mình được nó nuôi lạc vào A La Hán. Có nghĩa là muốn tu mà để thành thanh tịnh, mà mình mong nó là thành A La Hán. Rồi là niết bàn quá thành nó nằm ở đây. Còn cái niết bàn mà tự nhiên thanh tịnh nó làm minh Phật giới, đừng có mong nó. Về bển nó tự nhiên nhào vô rồi thôi, chứ không có mong. Ở trong thế giới này anh mong là nó bị sai rồi. Mong ở thế giới này anh mong là tự nhiên bị nhân quả. Phải hiểu về thế giới này. Cái câu đó còn có ý gì nữa không? Dạ không. Giờ nói câu khác đi. Dạ, câu hỏi số 3. Thiền sư trong pháp môn Tiểu Thừa và thiền sư của pháp môn Thiền Tông giống nhau và khác nhau như thế nào? Tiểu Thừa đó, thiền sư, thiền là ngồi thiền, sư là ông thầy ngồi thiền, là ngồi thiền thật giỏi, gọi là thiền sư. Còn bên Thiền Tông á, thì nói là thiền tông sư, có nghĩa là ông thầy giỏi cái tông thiền này. Nhưng mà ta gọi tắt là người ta bỏ bớt chữ tông, thì người ta để thiền sư, thiền sư pháp môn của pháp môn thứ sáu á. Bởi vì nó, bởi vì người ta lầm ở chỗ này nè. Nếu mà về vật lý á, anh ngồi giỏi gọi là thiền sư, cái ông ngồi thiền giỏi. Còn cái ông mà thiền tông sư này, ông giảng được, giải mã được tất cả những cái hệ thống của thiền tông nói ra, gọi là thiền tông sư. Còn người ta nói tắt là thiền sư thì cũng đúng rồi. Nhưng mà thiền sư là còn ông nói cái gì? Ông nói về cái gì? Nếu mà thiền sư nói về thiền tông là ông là thiền tông sư đó. Còn thiền sư mà ông nói về vật lý á, thì ông nói sai, ông lợi dụng. Thiền sư không, bên vật lý không có nói, mà chỉ có chấp nhận cho ông ngồi giỏi thôi. Ngồi 5-7 tiếng ngồi, ông thuộc về thiền sư á. Còn cái ông mà ngồi có 15 phút tê chân không phải thiền sư, mà gọi là thiền sinh, tập tu. Rồi con hỏi tiếp. Trong Huyền Ký Đức Phật có đề cập đến vấn đề cúng và có 5 loại ăn tuần tự, và Thiền Tông thì dạy không cho cúng kiến, vậy thì sao ạ? Thì thế giới này đó, ai nói Thiền Tông không cho cúng, có nghĩa là anh muốn cúng thì cúng, nhưng mà người ta báo là cho 5 loại ăn đó, sao nó không cho mình cũng cúng vậy. Cúng là khi nào mình truyền thiền hay là có lễ gì mình cúng để gì? Để mình ăn chứ ai ăn đâu. Còn cái bên vật lý cúng là ta biết là thần, rồi người, rồi cô hồn, rồi súc sanh, rồi địa ngục, không có 5 loại ăn. Thiền Tông nó giải thích là cúng ở Thiền Tông nó có 5 loại ăn chứ không phải nhỏ đâu. Đây là người ta giải thích cho mình nghe. Còn vấn đề cúng, Thiền Tông không có cúng. Nhưng mà bây giờ thì nếu mà không cúng thì tại sao truyền thiền cúng? Cái đây là hình thức. Nhưng mà tất cả những buổi truyền thiền thì chư Phật đến chi để nhìn coi là trong cái đám 20 người này có người nào thiệt không, có nào về được không?
Ông nhìn thấy ông biết, rồi ông bắt đầu ông canh người này. Còn nếu mà ông thấy giả nhiều quá, ông tới nữa. Đó mình nó hiểu vậy thôi. Cúng có nghĩa là thiền tông cúng nó khác, còn là bên vật lý cúng là khác. Giống như bây giờ mình đừng có nói chuyện mình đi xuống dưới núi Sa mình cúng ra bà phù hộ rồi xuống mượn tiền bả là gì. Mà biết đó là cái miễu đàng hoàng, ta là ghi miễu đàng hoàng chứ không phải chùa nha. Cái miễu đàng hoàng, cái miễu là thờ ai mình biết chứ không biết. Nhưng mà tại vì thiền tông nó ra để nó nói lại, để nó chuẩn lại cái hiểu biết của con người. Con người mình là đẳng cấp cao hơn cái loài kia, để chuẩn cho mình biết để mà đừng có sai. Rồi con hỏi tiếp đi. Vị Võ Văn Bao ở dòng Chôm Bến Tre có hỏi 4 câu như sau. 1. Thần Kim Cang là bảo vệ chánh pháp, nếu đọc thần chú Kim Cang có được bảo vệ không và có công đức không? Bây giờ thần Kim Cang là bảo vệ chánh pháp, còn thần chú Kim Cang nó khác à. Thần Kim Cang nó cũng giống như là anh nói anh cảnh sát, nó là nó chung. Chứ cảnh sát gì đây? Cảnh sát tư pháp, cảnh sát hành chánh, cảnh sát công lộ, cảnh sát gác đường. Nó phải thần nó cũng nhiều loại, nhưng mà chuyên môn cái thần Kim Cang, còn chú Kim Cang nó khác, cũng là nằm sai một vị thần. Nên nhớ là tất cả những gì thần ở trong thế giới này có câu thần chú để điều khiển ổng thôi. Đó, mình phải hiểu nguyên tắc này, chứ đâu phải mình tụng cái này ông thần kia không ạ. Ông thần Kim Cang khi nào một pháp thiền tông nói thì ông mới bảo vệ thôi, còn nếu ai muốn làm là ông là ông qua cái chuyện này. Giống như ở trong mình á, tất cả những nghị mà bảo vệ yếu nhân á, gọi là bảo vệ lãnh đạo á, chuyên môn vậy thôi, chứ đâu có mấy ông bảo vệ lãnh đạo đâu khi nào ra gác được, phải không? Mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Thành ra thần thì nó có nhiều loại thần, người có nhiều loại thần, cảnh sát có nhiều loại cảnh sát, quân đội có nhiều loại quân đội, chứ không phải quân đội nào giống cái nào, cũng phải nó rất nhiều. Quân đội nó có quân đội an ninh, quân đội biên giới, rồi quân đội di động. Rồi thành ra nói gì, thành ra quy đội đi trên trời, quân đội đi dưới biển, quân đội đi trên đường bộ. Thì cái dự thần nó cũng vậy. Mình phải hiểu cái nguyên tắc này, mình mới hiểu cái tổ chức của Đạo Phật. Đạo Phật ra bây giờ nói rõ để cho người ta hiểu rằng trái đất quy luật nhân quả luân hồi nó là vậy đó. Muốn về Phật giới không thì chỉ đường đi, không đi thôi chứ thiền tông đâu có ép biểu. Giờ tôi muốn lên Cực Lạc ở rồi thì muốn đi trở về kêu người ta đi giải thoát nó chửi mình liền. Rồi hỏi tiếp đi. Câu hỏi số 2. Trong kinh Phật dạy, người hỏi pháp và người trả lời công đức chẳng thể nghĩ bàn là sao ạ? Nói rõ là người hỏi pháp và người trả lời công đức chẳng thể nghĩ bàn. Bây giờ cái người nói rồi cái người nghe, nếu mà cái người nói người nghe hơi hiểu thì cái người đó là sao? Hiểu thì tự nhiên người ta sẽ đi truyền lại cho người khác để cái người đó có công đức đó. Còn nếu mà cái pháp mà nói ở công cộng nó khác, biết bao nhiêu, hỏi cho bao nhiêu công đức, không ai biết được. Vì thế mà nó nằm có cái câu không nghĩ bàn ở chỗ này. Tuy một câu hỏi đơn giản như vậy mà 10 người biết thì công đức 10 người, 100 người biết là công đức 100 người. Mà nên nhớ mà nó phát lên mạng một cái, 1 triệu người biết thì công đức không thể nghĩ bàn là cái chỗ này. Không thể bàn được cái chỗ công đức này. Khi một người nói thì biết có một công đức á. Mà giờ thí dụ đây 100 người mà 90 người sao, hay 80 người sao mình đâu biết được. Rồi phát lên mạng rồi bao nhiêu người nghe. Tuy cái câu nói này nó không nó mất hiện giờ, chứ sự thật nó vẫn còn lưu trên không gian, chứ nó không có mất đi. Vì thế cái Đạo Phật mới ý muốn nói này nè. Tại sao đâu khi mà một vị Phật ngày xưa đó, ông Thật Ca Diếp ông mất rồi mà tại sao bây giờ ông Thích Ca là lấy cái này được? Ông Ca Diếp ông đi, ông cũng quăng trở về không gian, ông lấy từ không gian. Ông Thích Ca lấy về để ông dạy đây, nhưng mà ông cũng dạy nhiều thời kỳ. Chứ giống như mình bây giờ,
ông Bill Gates đó, ngày xưa đó, nếu mà chưa có cái điện thoại di động này ai biết, ông lấy rồi ông giờ ông phổ biến ra, thì ông có công, cái công đức ông không có, nhưng phước đức vô lượng. Rồi khi ông mất rồi sao? Ông về ông lên A Di Đà, ông ở 10.000 năm xuống ông lấy tiếp, ông cứ quay hoài, chừng nào ông bàn giao được người khác, ông cũng giải thoát được. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu hỏi số 3, lửa tam muội là sức sống của mặt trời, trong kinh Phật dạy nhiều lửa tam muội là sao? Cái tam muội á, nó giống như cái lửa ở thế gian này. Thí dụ mà nó xuất phát từ cái mặt trời á, nó khủng khiếp lắm. Rồi nó đi ra khỏi mặt trời bao nhiêu cây số, rồi bao nhiêu đó, thì nó mới được cái dần đốt nóng á, nó bớt đi. Đó, mình phải hiểu cái lửa tam muội. Bởi vì cái trong cái đây này, nó cái đất cái lửa tam muội ra, thì bây giờ người ta vẫn sử dụng tam muội ở trong thế đất này được. Nó biến thể bằng cách là lấy năng lượng mặt trời để ta làm ra cái lửa khác, nghe không? Thì cái ý con hỏi, người ta hỏi câu này là sao? Là trong kinh đó, Đức Phật dạy có nhiều lửa tam muội. Nó biến thể lửa đi, giống như mình ở đây là điện vật lý. Hỏi chứ điện vật lý, điện thắp sáng nó nhiều lắm. Nhiều là sao? Nó vô cái quạt, nó thành cái quạt, ra cái đèn, nó thành cái đèn, ra cái bàn ủi thành cái ủi, rồi nó vậy. Lửa mặt trời cũng vậy. Bây giờ mấy nhà khoa học tại sao nó đi trên không gian, nó đi được là gì? Nó lấy cái lửa mặt trời nó đi. Rồi mình ở đây cũng vậy, bây giờ hiện giờ cứ nhiều cái xe nó chế bằng năng lượng mặt trời, nó chạy bằng năng lượng mặt trời chứ đâu có lấy cái nhiên liệu khác. Thì nó rất nhiều là cái chỗ đó. Rồi con hỏi tiếp. Câu hỏi số 4, nhờ năm pháp môn tu vật lý mà đạo Phật tồn tại được đến đời mạt pháp. Vậy pháp môn Thiền tông được công bố ra cũng nhờ năm pháp môn vật lý. Vậy những người tu pháp môn vật lý có công đức hay không? Người nào mà cho cái chùa nào mà cho cái này đi vô là người đó có công đức. Còn chửi không có. Nhờ cái chùa nó nương, chứ ngày xưa cái chùa này là đầu tiên cũng là cái chùa vật lý, cũng người ta cúng tụng. Nhưng mà những người ở đây, nếu mà những người mà ở đây mà đồng ý trở lại đây thì có công đức. Còn nếu mà chửi bây giờ bỏ đi hết, nó xin lỗi, trước khi tôi công bố đây là cái đây này, nó có cái đạo tràng 120 người đây này, xung quanh đây này. Tôi nói thiệt ra ngoài xã thưa tôi đó, chứ không phải là... Nếu mấy người đó mà ủng hộ thì đương có công đức, còn chửi thôi, vậy giờ đi mất hết rồi tôi có thấy ai đâu. Rồi hỏi tiếp đi. Câu hỏi của Trúc Quỳnh, cư ngụ ở Hà Nội hỏi. Câu số nhất, khi người tu theo Thiền tông, công đức bị bôi đen thì có thể hiện cuộc sống hiện tại có biểu hiện như thế nào để mình biết, để mình nhận biết được ạ? Bôi đen là tức như là mình không có sáng suốt. Mà tất cả những người mà tu Thiền tông mà có công đức bị bôi đen, cái người đó nó đảo liền, nó thiên về cái vấn đề âm á. Nếu mà công đức sáng, cái người kia thấy âm ta không thích, mà bây giờ người đó có biểu hiện là thích gì âm, thì âm là cái gì? Là cúng tụng cầu xin lại lục, nó biểu hiện đó, mình mới thấy người đó đúng là nó đó. Cái công đức này dù nói đúng là đã có rồi thì không khi nó mất, nó chỉ bôi đen để đó thôi. Giống như quyền sách lợi Phật á, bao nhiêu đời ông Phật ra đời, ông cũng có, mà sao sau cùng nhờ ông ngộ cái này thì ông Thích Ca nói ông biết rồi, thì thôi tạo cái mới đi, đừng ông Phật Thích Ca chỉ cho đường về, thì ông tạo công đức mấy đời Phật chứ đâu ít đâu. Thì mình giờ cũng cố gắng gì đây, thì mình lỡ nhiệt tình nó bôi đen kể đó, tạo khác anh nhất đi ra nữa thôi, kể ông thần ông thả mình ra rồi tao rồi về trung tâm nhân hành ứng hầu là công đức thì em nguyên hình luôn, đừng có lo cái chuyện này. Rồi hỏi tiếp. Con tu theo Thiền tông được gần 3 năm nay, trong khoảng thời gian gần đây con hay bị quên rất nhiều, có khi đi xe có lúc con bị rơi vô trạng thái không biết gì, con cũng hơi lo, xin thầy chỉ giúp.
tu thiền tông á thì chắc chắn bị quên. Như ngày xưa đó mình nhớ mà, mình tu vật lý mình nhớ, bây giờ nó quên, buông rồi nó quên, rồi sao đây? Giờ thì thôi, sự sống của mình hàng ngày á, cái đó là rất tốt. Sự sống hàng ngày mình phải làm cái biểu đồ sống. Mấy giờ làm gì ghê vậy? Chứ quên, nhìn cái bản đồ nhớ liền. Hồi xưa mình lưu trong cái vỏ bọc tánh người, gọi là cái tàng thức. Bây giờ không lưu tàng thức nữa, mình lưu bằng gì? Lưu bằng cái tờ giấy, dán chút tường. Ngày nay mình làm cái gì, ghi mấy giờ làm gì để mình nhớ. Mình chỉ nhìn phớt qua mình nhớ à. Bởi vì tu cái này mà quên là đúng, là gì, là đúng, cách đúng. Còn nếu mình nhớ hoài thì làm sao? Đã muốn cho cái kho tàng thức này nó không còn nữa, để nó trở thành Như Lai tàng, là cái kho sáng trưng. Mà mình nếu sáng trưng thì phải quên cái kia, nó âm nó mới nhớ. Còn nếu nó sáng làm sao nó nhớ? Thành ra mình phải dùng cái biểu đồ làm việc hàng ngày hay là hàng tháng gì đó. Rồi hỏi tiếp đi. Câu hỏi của Nhữ Thanh Sơn, cư ngụ ở Nghệ An, hỏi câu số 1. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì các vị thánh lập ra các đạo. Hiện tại trên trái đất này, các đạo đều do các vị thánh lập ra hết phải không? Tại sao các vị thần không lập đạo mà để các vị thánh lập đạo? Ở trái đất này á, gọi là, tôi không nói đạo nào, nhưng mà có nói là tam kỳ lập đạo. Khi mà trái đất bị hủy diệt rồi đó, thì con người ta sống trở dành thành ra rơi riêng rã rồi, nó có ít quá người không có riêng rã, mạnh ai nấy sống, khu mỗi người chiếm cứ một vùng. Khi mà con người 3.000 năm, từ 3 đến 4.000 năm sau, con người nó đầy đủ nhiều rồi bắt đầu tranh giành, mới bảo vệ thành lập ra cái bộ lạc. Vì cái bộ lạc này muốn, vì trong cái bộ lạc này mà cái tánh con người mới sử dụng tối đa, vì thế mà kêu bằng tiền đạo lập. Đạo thứ nhất được lập là do một vị thần chủ thế giới lập ra ba cái đạo để chi? Để cho người ta nó nương vào cái đạo này mà cái tưởng cho nó chui vô cái đạo này. Đó là thời kỳ thứ nhất. Để chi? Để cho nó hạ bớt đi. Khi mà chuẩn bị bước qua thời kỳ thứ hai, một quốc gia, một cái bộ lạc nó mà nó muốn thành lập một cái quốc gia thì nó phải có chữ viết. Để chi? Để từ chiếu chỉ triều đình đưa xuống địa phương. Đó là bắt đầu trong thời kỳ thứ nhất lập đạo. Sau đó thì một vị toàn năng toàn giác lập đạo, thì ông này ông có bổn phận là dạy công thức luân hồi trong trái đất và tam giới, dầm cô đường trở về Phật giới, là ám chỉ cho ông vị Phật là một con người. Ông Phật là một con người, trước thời kỳ thứ nhất là ông thần, thứ hai là ông con người, rồi thứ ba sau một vị toàn năng toàn giác lập đạo 600-700 năm sau gì đó, một vị thánh lập đạo. Khi một vị thánh lập đạo đó, thì nền văn minh bắt đầu trỗi dậy, chuyển từ đồ đồng bắt đầu chuyển nhanh về thời nguyên tử. Thì vị thánh đó là gọi là thời kỳ thứ ba lập đạo. Thấy không? Thì nhiệm vụ đi vào câu hỏi này, thì nhiệm vụ thời kỳ nào do ai lập đạo là do người đó quyết định. Thần không thể lập đạo thứ hai được, mà con người cũng không thể lập đạo thứ hai được, một lần thôi. 10.000 năm chỉ một lần có người lập đạo thôi. Vì cái thời kỳ thứ ba là do vị thánh lập đạo. Vì thế mà vị thánh lập đạo thì mới có chiến tranh. Nó là vị thánh lập đạo phải có chiến tranh. Mình tôi không nói nữa, nhưng mà biết là biết thời kỳ ba ông, một thần đầu tiên người rồi vị thánh rồi. Rồi để chiến tranh đã đi vào cái hủy diệt, đi đúng chu kỳ của nó.
hồi đó tôi nói là ba thời kỳ lập đạo. Có phải ấy không? Chứ không phải ông thần không xen vào cái thời kỳ thứ ba được, mà ông Phật không xen vào kỳ thứ ba được, mà ông thánh cũng không vào cái thời kỳ thứ nhất được. Tương tự thế giới vật lý nó đã phân định rồi mà. Ngũ thú tập cương ba loài, thần người ngã quỷ ba loài, thì người nào có thời gian nào thì người đó phải chịu trách nhiệm về thời gian đó thôi. Thế là sao ấy? Còn tất cả những người nào ta nói sai cái này là nó không đúng, ta không hiểu thế giới vật lý này và không hiểu cái tổ chức của cái thế giới này. Rồi tôi hỏi tiếp đi. Câu hỏi số 2. Các vị thánh lập ra đạo và làm cho trái đất bị bệnh hay bị tan rã theo chu kỳ thành trụ hoại diệt. Như vậy cái hậu quả xảy ra làm cho các loài đều khốn khổ, sao các vị thánh biết mà vẫn làm? Cái này là cái chùa sống ở thế giới này làm sao thánh biết được? Không ai biết được hết. Mà tất cả những cái gì mà biết được là do một vị toàn năng toàn dễ biết. Nhưng mà có biết gì ở trong quy luật vật lý thành trụ về việc ông không ra can thiệp vào cái này. Đây là do cái nhân quả của con người ở cái đất này, không ai được quyền xen vào. Chứ đây là nếu mà không có mà tiêu diệt cái sự sống ấy, thì làm sao đúng đó ta? Rồi con người sống hoài cái đất này hỏi chứ. Nếu mà không có tiêu diệt sự sống rồi trái đất này có bao nhiêu đó thôi, rồi chỗ đâu sống? Bắt đầu đi theo chu kỳ của nó. Cái cây cũng vậy, nó sống bao nhiêu năm rồi nó phải chết, không phải nó sống hoài. Nếu mà từ ngày mà trái đất ổn định tới giờ, nếu mà chết không cái đó thì chỗ đâu con người sống? Và con người nếu mà không chết đó, thì sao? Đất chỗ nào sống? Cái thế giới vật lý, đã thế giới vật lý nhưng quả luân hồi là phải đi. Từ con người chuyển qua thành thánh rồi thành thần, thành gì đó, thành tiên, thành trời, thì chuyện đó. Và khi vô đây thì bắt đầu phải đi quay theo cái quy luật của nó. Cái này không ai can thiệp vô được đâu. Mà chỉ Thiền Tông mới dám nói cái này. Mà sở dĩ Thiền Tông nói là gì? Là gì đã nắm con người ta hiểu và nói, người ta chấp nhận. Chứ ngày xưa nói xin lỗi, ông Trần Nhân Tông không dám nói luôn, 700 năm trước không dám nói. Là vì nền văn minh nó chưa có. Hồi xưa mà nói vấn đề mà tiếng nói mà đi cây số ai tin. Bây giờ nói thêm nữa, cây số là chuyện nhỏ thôi. Ta nói đi cả nửa vòng trái đất còn nghe được thì ta mới tin. Đạo Phật Thiền Tông ra đời là phải chứng minh bằng khoa học. Còn không chứng minh bằng khoa học thì Đạo Phật Thiền Tông không ra đời được. Rồi hỏi tiếp đi. Câu hỏi số 3. Cứ 10.000 năm thì trái đất sẽ bị bệnh một lần, và cũng sẽ có một vị Phật ra đời để dạy pháp môn giải thoát. Cái quy luật này loài cô hồn có biết không? Cô hồn sao biết được? Cô hồn mà giống như mấy đứa trẻ nó chơi vậy, không ai biết. Nhưng mà nó hoạt định là do cái cấp cao mới hoạt định, mấy cấp cao nó biết. Nhưng mà nó có biết, nó không kìm được nó. Cho nên thế giới này gọi là thế giới nhân quả, mà nó điều hành bởi trời tứ thiên dương. Ông trời tứ thiên dương nó làm vậy, anh vô đây là phải quy luật nó vậy. Anh muốn thoát thì tìm đường đi ra, ông một vị Phật tới dạy anh đi ra. Còn ở đây thì anh phải quay theo cái chạm, không được đâu. Tôi quay cái tam giới nó quay theo kiểu tám phương bốn hướng, anh có né được đâu đó. Trời nếu đã bây giờ cái thế giới này gọi là thế giới nhân quả vật lý, mà vô đây anh phải chịu quay chứ làm sao? Ngồi đây bây giờ đừng có xưng cùng xưng bá, không có chuyện ở trong này đừng xưng, muốn xưng gì đi ra ngoài á. Mình phải hiểu cái thế giới này, chứ đừng có tưởng đâu ở đây ai muốn xin lỗi thần tu hồn thua gì, cũng chết giống như ai mà Phật còn không làm được, mà thần nữa thôi. Phật vô đây có thấy cũng phải sợ mà. Ông Phật thấy còn sợ, chứ đừng có nói chuyện. Một vị toàn giác nhìn thấy ta rất sợ. Giống như mình ở đây, ai mà giác ngộ yếu chỉ Thiền Tông, hoặc là đạt hiểu bí mật Thiền Tông, nhìn lại cái thế giới này rất sợ nha. Chỉ trừ trường nào mà mình thấy mình mặc kệ đó, thì không sợ. Chứ sự thật
Bây giờ nếu mà cái thiền tông này không công bố ra thì đi đâu bây giờ? Tông này là gọi là không ai biết. Rồi cứ tưởng tượng ra thôi, tưởng tượng rồi rồi tưởng ông đó đưa lên ở đó đời đời không có chuyện đời đời. Thế giới này không có vụ chỗ nào đời đời đó. Nó quay mà, trong thế giới vật lý âm dương nó quay. Không cách nào mà đời đời được. Đời có hỏi tiếp. Đức Phật sử dụng điện từ dương của trái đất và một nguyên tử của điện từ quang để tạo ra hoa tiêu, để đưa trung ấm thân ra khỏi lực hút của trái đất. Vậy thì loài cô hồn tạo ra cái hoa tiêu giả như thế nào? Cái hoa tiêu đó có độ cao cách mặt đất khoảng bao nhiêu km và kích thước như thế nào? Cái thì đại cái phân định là nếu mà cái cô hồn, cái thần á, thì thần nó có nhiều cái loại thần chứ không phải một. Người nói là thần chủ thế giới thì một trên 10 cây số, 10 cây số trở lại. Giờ thần chủ quốc gia 8 cây số, thần dùng là 6 cây số. Rồi cái thần mà cái bằng trưởng nhóm điều hành, cái thần điều hành á là 4 cây số. Còn mấy ông kia thì dưới ngọn cây thôi. Thì mình phải hiểu cái công tắc này. Còn mình muốn hiểu nó đó, khi nào mà ông Phật á, ổng mới làm cái hoa tiêu rồi á, ở trong trái đất này là của vị thần hoặc là của hồn nó làm được. Thay vì á, tại sao bảo là phải được trong sáng mới đúng mà. Mà này không trong sáng, của hồn nó có thể là nó làm ra một cái hình Phật ở trong đó đó, rất đẹp. Mình không hề không chịu ý này, thấy cái trong sáng là mình không chịu, mà thích cho ông Phật nhào vô cái đó là nó quầy. Bởi vì người ta dặn cực kỹ, trong cái quả tiêu bất cứ cái gì là giả, trong sáng là được. Nhưng mà nó phải bay. Bây giờ mình nói về bay thẳng bay ngang cái người ta không hiểu đâu, nhưng mà phải nên phải ra khỏi cái tầm tay của vị thần thì mới chắc chắn mới đi ra được. Cái hoa tiêu giả là tại vì cũng là cái hoa tiêu thiệt mà ông này ông bôi vô, ông nhào vô, ông vũ mình đi. Bởi vì ông Phật rồi, ông là chỉ mượn cái điện từ dương ở đây ông làm, chứ sự thật ông đâu có cái này, ông mượn của người ta rồi ông làm rồi để nếu bôi vô cái gì á, nếu vô gì thì nó là giả để cho mình biết vậy thôi. Là chú ý cái hoa tiêu này, cái giả cái thiệt khó phân biệt. Nhưng mà giờ ta đã nói trong đó nó trong sáng là đúng, mà nếu có cái gợn gì là giả, chỉ phân biệt nó vậy. Thứ nhất, nhìn thấy hình Phật thì là chắc chắn giả 100% luôn. Hồi xưa tổ U Ba Cúc Đa còn sợ còn làm cái này, còn mình đâu phải tổ đó. Mình mới có tiền gia đó, mới có Phật gia đó. Mình phải chú ý cái này. Nhưng mà ngày xưa không có được, không được cái học cái này. Bởi vì quyền ký chưa công bố ra thì cái này không được dạy. Rồi hỏi tiếp đi. Khi trung ấm thân đã có nhiều công đức rồi thì vị thần thực thi nhân quả không được. Vậy trung ấm thân lúc này có thể ở lại thăm dòng tộc của mình được hay không? Và có quy định thời gian là bao lâu không? Nếu mà cái câu hỏi này là chưa có hiểu sâu về cái thiền tông. Khi nào trái đất này gọi là trái đất nhân quả âm dương, có công đức là nó bắt buộc phải đi ra khỏi cái nhân cái âm dương này. Dòng tộc mình nó thuộc về âm dương, vô đó sẽ được. Ai chứa bắt buộc phải đi ra. Dòng tộc mình nó cũng thuộc về âm dương, mình không vô được và không có vô thăm được. Đã giải thoát là không có vụ thăm bà con, không có chuyện là thôi. có thể về nữa, mình ở cái thì còn quyến luyến được, về bển đi cho chắc ăn đây rồi về báo mộng đó, con về hôm nay rồi tao đừng có cúng con nữa thì được. Là thế giới vật lý này là ông thần con mới giữ, thì làm sao mà mình vào vô dòng tộc ai dám chia chứa mình, mà mình có nhập vô nổi không? Nó đẩy mà, cái lực nó đẩy, lực vật lý nó đẩy ra âm dương đi ra ngoài trái đất, còn âm ở trái đất này thì âm mới ở trong dòng tộc được. Còn giờ nó không ở trong này làm sao vô thăm được. Rồi hỏi tiếp đi.
Nếu trung ấm thân đi theo hoa tiêu giả do loài cô hồn tạo ra, thì trung ấm thân này có bị nhập vào loài cô hồn luôn không? Và số công đức trong vỏ bọc tánh Phật của trung ấm thân này có bị bôi đen không? Tất cả mình mà đi theo thì chắc chắn nó bị bôi đen. Bởi vì đi theo là gì? Mình vừa máy động, cái này là thật là bị bôi đen rồi. Tự mình bôi đen mình chứ không mong. Đã đi theo người ta thì đương nhiên là tự mình thích, mình đi theo. Chữ thích là điện từ âm nó bao. Rồi mới vô để nó chịu theo quy luật nhân quả này. Chứ nếu mà mình đã có cái công đức mà không bị bôi đen thì không được. Ông tìm cách, ông đứng giống như ông đứng, ông xịt cho cái hạt châu á, nó đen đi. Để ông mới lại gần giống như cái luồng điện đó, miệng nó có điện nhưng mà làm sao bao cái dòng điện lại thì nó nắm kéo đi được. Đó, mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Còn nếu mà không hiểu nguyên tắc này á, mình bị lầm. Tất nhiên là công đức phải bị bôi đen thì mở thế giới này được. Bôi đen là nó thuộc về âm rồi. Nó bôi đen dầu đó nó công đức mà nó phát sáng ra đó thì cái trái đất này mới chê, còn nó đen thùi thôi nó thuộc về âm ở đây. Rồi đi theo mấy cái đám kia à. Ai dẫn đi đâu mà đi đó. Rồi hỏi đi. Khi trung ấm thân đi theo hoa tiêu của một vị Phật để ra khỏi lực hút của trái đất, lúc này trung ấm thân có rơi liền đến ranh giới bầu hoàng đạo 1 và hoàng đạo 2 không? Hay trung ấm thân còn bám theo ngoài rìa của trái đất? Khi mà trung ấm thân nó đi ra ngoài cái sức hút của điện từ âm của trái đất á, nhớ là cái bầu hoàng đạo nó khác, sức hút trái đất nó khác. Giữa cái bầu hoàng đạo 1 và 2 nó có khoảng cách. Ngoài cái lực hút phải bám theo cái lực hút này mà không được nằm ở trong thì nương theo đó nó mới quay được. Còn nếu mà không có bám cái này thì không quay theo trái đất được. Vì thế mà vị Phật bắt buộc vị Phật phải ở chỗ này, trung ấm thân vừa ra thì Đức Phật tới chỉ bây giờ để đi theo Như Lai để rồi tới vô đó rồi ta chỉ cho đi ra. Chứ còn đi tới ngang bởi vì tôi nói cái trung tâm vận hành nó còn rất nhỏ, có một vị Phật mới chỉ đi vô được. Còn nếu không có vị Phật thì nó rất quay hoài. Đó, mà nó lỡ nó quay một cái phải 365 ngày nó mới trở lại một lần, chứ không phải 24 tiếng đâu, 24 tiếng. Đó, mình phải hiểu cái này. Vì thế mà cái khi truyền thiền người ta dặn cho kỹ là cái chỗ này muốn về con giới phải cho kỹ. Chứ còn được ở thế giới này không ai, nó đừng có nói tôi tu thành ông này bà kia, đừng có nói bắt công. Thành thì có rồi đó, thành ở đây chứ không có đi ra ngoài nữa. Muốn thành Phật đi ra ngoài á, còn ở đây là thì thành thần, thành thánh đâu, chứ không có thành, không thành Phật được. Muốn thành Phật phải đi ra ngoài, về Phật giới mới thành Phật. Chứ đây để thành trong nhân quả luân hồi, muốn thành cái gì đó là thành. Tại vì cái loại thánh xưng gì thánh kỹ của ta nó xưng cái gì ở trong này nó dám xưng thật luôn mà thật vậy đã trong này nó có quyền tự do nó nói muốn xưng gì chứ mình tưởng đâu Phật thiệt mình lại dính luôn vừa theo là đã bị bôi đen rồi lại nó còn bôi thêm lốt nữa. Rồi hỏi tiếp đi. Khi trung ấm thân đi theo hoa tiêu của một vị Phật để ra khỏi lực hút của trái đất, thời gian là bao lâu và làm sao để tránh được ánh sáng của lửa tam muội? Đây à, mình nên nhớ rằng là đi vào được cái trái đất á, mình phải hiểu á, từ trung tâm vận hành luân hồi của Hải Triều Dương về Phật giới là 1 tiếng đồng hồ. Nên nhớ là phải 1 tiếng đồng hồ. Mà cái quy luật vật lý này là nó quay 24 tiếng. 2 tiếng đầu trừ 2 tiếng sau trừ còn 20 tiếng để đi ra.
Còn cái lửa tâm muội á, bởi vậy khi nào cái đất nó vừa quay ngang ở mặt trời lên nó chiếu thì nó phải núp ở dưới đạo Phật, có gì núp mà núp phải đúng cái trung tâm vận hành luân hồi chứ mới núp sai nó không vô được. Rồi từ đó vừa đây ông Phật nó rơi, bây giờ bắt đi ra thì đi ra. Nếu ông Phật này còn có nhiệm vụ rước trung ấm thân nữa thì ông ở lại, còn hết ông đi về luôn. Rồi đợi chừng một tháng, một năm sau có ai về ông vô dự tiếp. Vô đây không phải một ông Phật vô đâu, hồi đó bao nhiêu ông Phật dẫn tánh Phật vô thì bây giờ bao nhiêu ông Phật phải dẫn vô, dẫn ra. Giống như mình đây đi qua nước ngoài du lịch, công ty nào đưa mình đi thì công ty đó rước mình về, chứ không phải là công ty khác. Ông Phật cũng vậy, ông Phật nào ngày xưa đưa vô thì ông Phật đó có bổn phận phải rước ra. Rồi hỏi tiếp đi. Không, khi trái đất quay đến trung tâm vận hành luân hồi của tam giới để che cửa tam muội rồi, lúc này các trung ấm thân sẽ được các hoa tiêu của những vị Phật đưa vào trục trung tâm vận hành luân hồi một phút hay là theo thời gian khác nhau? Mấy người như vậy, mỗi ông Phật á, có phụ trách một cái trung ấm thân thôi. Cái trung ấm thân bữa nay, cái năm này có 10 ông, thì ông dẫn hết 10 ông về. Nhưng mà bởi vì cái tháng, ví dụ tháng Giêng có 10 ông thì ông này dẫn hết về. Tháng 2 thì ông chỉ đưa ông này ra rồi ông trở lại ở đây, đúng tháng 2 đưa một người là khác ra. Vì 365 ngày, có nghĩa là tùy theo mà ông biết là cái năm này á, là được bao nhiêu về ông ở lại, còn không ấy ông về bển. Chừng nào mà thấy gần tới là ông vào, ông phải đi theo cái đường trung tâm của hải trường âm, ông vô ông nằm ở ngoài trái đất ông chịu vô, rồi để ông theo dõi. Làm Phật cũng cực lắm chứ không phải đâu, nhưng mà có một điều dụ Phật vô đây là ông ở ngoài cái sức hút của trái đất á, để ông không có bị, ông không bị nhiễm vật lý. Chứ nếu ông vô đây bị nhiễm vật lý liền. À, phải hiểu cái nguyên tắc nó là vậy. Có nhiều người một năm này 10 đợt thì ông ở đây luôn 10 đợt, đưa tới cái cửa này ông chỉ ông đi ra rồi đó. Cứ còn nếu mà cái năm này có 1-2-3 lần một lần thì thôi ông ra cũng về luôn, rồi đợi một năm sau có ai về nữa thì ông giúp nữa. Rồi hỏi tiếp đi. Vị Vũ Văn Dũng ở đồng Biên Hòa, Đồng Nai có hỏi hai câu như sau. Câu thứ nhất, thiền gia Chánh Huệ Phong có nói là ai nhập được lý quán thế âm chắc chắn 100% người đó được quán thế âm cứu khổ. Xin bác nhân giải thích giúp con. Quán thế âm là gì? Nghe được hay là gọi là nghe được cái tiếng của quán thế âm. Có nghĩa là bởi vì mình và quán thế âm nó có đồng cảm. Có nghĩa mình nối được cái là bây giờ nói là mình nối được cái số điện thoại của quán thế âm đi. Thì quán thế âm giúp mình. Mình phải hiểu. Mà bây giờ mình nói bằng con số điện từ. Chứ ngày xưa là giữa mình và quan thế âm, nếu mình mắc được cái tần số thì nói chuyện với quan âm dễ được, rất dễ. À, nhưng mà nên nhớ là không về Phật giới được, quan âm không có dẫn mình về Phật giới đâu. Cho nên có một điều mình đừng có tưởng ra là nói quan thế âm là mình về Phật giới, quan âm đâu bà đâu có biết đâu, bà đâu biết được về đâu. Nữa bà muốn về bà phải ông Phật chẩn mới về. Quan Thế Âm ở trên cõi cực lạc chứ đâu đây. Có nghĩa là mình nắm được cái tần số này. Ông Phong cũng nói ý là hai người là dù mà đạo cảm thông không thể nghĩ bàn là nắm cái chỗ này. Đây là đạo cảm thông chứ không phải là về Phật giới. Về Phật giới nó khác. Về Phật giới đây là không có cảm thông gì ở đời đó. Đi theo cái quy luật ra, muốn biết thì dẫn ra, không biết thôi chứ không có cảm thông. Giữa ông Phật với mình không có cảm thông. Nhiệm vụ ông dẫn tôi vô, ông dẫn tôi về, không có cảm thông vậy. Bây giờ ông đẩy tôi vô, bây giờ tôi ở đây mấy tỷ năm, bây giờ ra ông dẫn tôi ra, nhiệm vụ ông vậy thôi. Hồi nữa mình có thành Phật về bển cũng vậy đó. Ai muốn vô chỉ vô,
rồi muốn ra thì dẫn ra, vị Phật có vậy thôi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu hỏi số 2, trong sách có in hình Phật tử Thiền Tông đang ngồi tọa thiền, xin bác nhân hướng dẫn cách thực hành. Ở đâu? Hồi đó là mới cái chùa mới cắt ra đó gì? Là muốn cho biết á, là đằng trước con có cái hình cái bông đó, thì để là đây là cái lối ban đầu dụ người ta đến tu thiền, là dụ. Chứ mà hầu mơ ban đầu không có cái này, nó không lợi. Có nhiều người hồi đó vừa các cái chùa này ngày nào cũng có bao mấy chục người lại ngồi thiền á, thì nói sao thì cũng phải dụ người ta cho ta ngồi đi, rồi chừng nào công bố quyền ký ra thì mới nói. Để chi? Để người ta quyến liếng cái chùa, người ta đến rồi ta nghe cái này. Chứ không có lạ, đây là đầu tiên người ta dụ. Ông Phật cũng vậy, muốn dụ theo đạo ổng cái gì, à, muốn tu này nó chứng này chứng kia, để ta nhào vô ta tu. Chứ ông dạy giải thoát không ai tới. Nếu mà ông Phật mà ông dạy giải thoát không là xin lỗi, cái đạo tạm thời này còn không phổ biến được. Có ai nghe đâu, rồi là có ai nấu tiếp cái dòng thiền này đâu. Thì nhờ có cái vậy thì cái chùa này mới cất được. Bởi vậy thành ra phải bằng cách nào mà cho dụ người ta đến cái chùa này, sau cùng cho người ta biết. 1.000 người, có người dính thôi còn nhiều người bày mất hết. Rồi hỏi tiếp đi. Anh Chiến ở Cao Bằng có hỏi 5 câu như sau. Câu hỏi thứ nhất, tánh Phật gồm ý làm chủ, gồm có 4 thứ: thấy, nghe, nói, biết. Ban đầu ở bên Phật giới có tích năm, có tánh 5 thứ trên được không ạ? Đầu cái tánh Phật đó gồm cái ý, trong cái ý nó phát ra thấy, nghe, nói, biết, mà nó bao lại bằng điện từ quang thì cái đó gọi là tánh Phật. Rồi sao? Rồi ban đầu ở bên Phật giới có tánh 5 thứ trên được hay không? Được không ạ? Thì cái đó bên Phật giới thì nó hằng hà sa số, giống như cát hàng tỷ tỷ sao hàng đó. Có nghĩa là bên đó rất nhiều. Mà giờ tại vì bên đó mà thấy kim thân Phật lớn quá thì hỏi giờ tại sao tôi có chút xíu mà ông to vậy là ông chỉ được. Thì mới chỉ vô đây tạo công đức mới ra mới làm được cái này. Em phải hiểu cái nguyên tắc này. Chứ còn nếu mà ban đầu bên đó rất nhiều, nhưng bây giờ mình nói thiệt, mình vô đây cái đất này mình nói là 7-8 tỷ người, chứ sự thật của hằng hà luôn. Bây giờ cái con thú con này con kia nó cũng là tánh Phật cái đúng không? Giờ biết được bao nhiêu, nhưng mà cái đất này nó không chứa được 10 tỷ người. 10 tỷ người là nó tưởng nhiều quá, nó cũng tìm cách nó phá để đi theo cái chu kỳ của nó mà. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu hỏi số 2, vỏ bọc tánh Phật là điện từ quang, khi vào tam giới có được điện từ âm dương bọc bên ngoài nữa không? Nếu có thì ai bọc? Là nếu mà nó về bây giờ đó là cái trung ấm thanh nó vào tới trung tâm vận hành luân hồi rồi đó, thì trong đó nó không có quay nữa, nó không quay theo vật lý nữa. Vì thế mà cái tánh người, vỏ bọc tánh người là điện âm về âm, điện dương về dương, nó mới nhả cái tánh Phật ra, và nó nhả cái khối công đức ra. Khối công đức đó nó bay, nó trở về, nó bị rơi vào cái Phật giới, điện từ quang chiếu vào. Cái khối công đức này nó tự là nó biến thành là một cái nhà, gọi là nhà pháp thân. Rồi sao? Rồi tánh Phật, rồi từ trong đó nó định hình ra một cái ngôi, một cái kim thân Phật. Tánh Phật nhào vô đấy nó mang cái này đi, thành ra ông Phật. Nó cũng là duyên hợp, bên dù có không, nhưng mà sở dĩ bên đó nó không có vật lý là nó không âm dương. Chứ nếu mà nó có âm dương cũng giống bên đây thôi. Nha. À. Nó thành ra nó cấu tạo gì mình phải hiểu cái này. Do đó cái điện từ quang nó mới cái công đức giống như xi măng đi, cái điện từ quang giống như nước đó, hai cái này hòa cho nó thành cái hình. Thấy không?
À, rồi cái hình đó thì muốn mang làm gì làm, ông Phật nhào vô. Phải hiểu cái nguyên tắc này. Câu hỏi số 3, một vị Phật đưa tánh Phật vào tam giới, có nói với tánh Phật mượn thân nam hay nữ không? Nam nữ là do bây giờ nè, trong thế giới vật lý âm dương này nó ra là điện từ âm dương nó xoắn với nhau, nó mới trở thành cái quy luật luân hồi. Mà tánh Phật nhào vô, nó nhiễm điện từ âm nhiều là nữ, nhiễm điện từ dương nhiều là nam. Rồi vô đây nam nữ muôn năm, khi nào về bển rồi nó mất. Giống như bây giờ mình cái lon nước sơn đen sơn trắng què nhau, mà con nhào vô đó thể con dính đen nhiều quá đó, là nữ, dính trắng chuyển thành nam. Vô thế giới vật lý này nó là vậy, gọi là thế giới nhân quả vật lý, chứ không ai làm được. Rồi hỏi tiếp đi. Tánh Phật khi nhập vào thai mẹ mới sinh ra giới tính, hay các vị thần quyết định giới tính nam nữ cho tánh Phật? Đã giới tính gì đã tánh Phật nữ vô tình nữ, tánh Phật nam vô làm nam, chứ ai thần nào làm. Thần có nghĩa là giúp, có nhiệm vụ là mượn thân, ông thần vũ dùng đồng ý lợi đó, thấy gia đình nào đẩy vô của người mẹ thì mẹ đẻ ra con, âm là nữ, dương là nam, có vậy đâu. Mà mẹ cũng không biết là đẻ ra cái gì, nhưng mà được cái đó mà nó nữ rồi đẻ ra nữ, nam là nữ. Còn vị thần có cái bổn phận là nhận rồi muốn làm người phải không, vô đây đứng đi đợi tôi, tôi đẩy vô rồi xong rồi ra rồi thành người, rồi ra người đi rồi tạo cái gì tôi làm cái nấy. Muốn đi đâu, muốn về phật giới thì tôi cho đi về, còn muốn đi luân hồi tôi dùng cái thuật là tôi quăng đi. Đó, thế giới vật đây là gọi là thế giới nhân quả vật lý, không có thoát ra được cái quy luật này. Rồi hỏi tiếp. Câu hỏi kế tiếp là có nên đeo tượng Phật trong người hoặc để trong giỏ bóp hay không? Đeo tượng Phật hả? Dạ. Thì ai dạy mình? Nhưng mà mình đeo để làm gì? Mười người đeo tượng Phật nó có cái quan niệm của Phật phù hộ, tên bắn không ngờ, đạn bắn không lũng. Là muốn ra bắn lũng rồi sao? Thì xin cái bùa vô, xin cái bùa ngải cuốn vô, hay là ngải mát thì xin vô. Còn độc nhất đó là rồi xin cái bùa thiên linh cái vô thì nó đỡ mình được. Nhưng mà nên nhớ dần dần cái tần số mình nó hạ theo, rồi mình sống với người ta luôn. Quay về tôi nói xin lỗi mấy ông thầy bùa, chết không chịu chết đâu. Trước khi chết ổng vừa nói chuyện trên trời đó, tao biết ổng đi đâu rồi đó. Cái thế giới này, cái bùa, cái tượng Phật này không phải bình thường đâu, đấy đâu, mà nó có cái gì trong đó. Thế giới vật lý nó, ông thầy ổng muốn làm cái gì thì ổng làm cái đó cho mình biết. Đó, mình phải quan trọng nha. Chứ ông Phật là làm, tại vì bây giờ người ta, mấy ông thầy làm để người ta bán rồi, bán ngọc Phật này kia đấy. Chứ là Phật là cái gì, là cái cục dục đá. Nhưng mà nếu có linh thì cái gì ẩn ở trong đó đó, phải hiểu cái gì linh là ẩn trong cái đó, phải sợ cái chỗ này. Rồi con hỏi tiếp đi. Lộ trình về Phật giới công đức ít vừa nhiều con đã hiểu. Sau khi thức dậy đã thoát khỏi ông thần thừa hành, bắt đầu rơi hoa tiêu xuất hiện. Trong suốt quá trình đi theo hoa tiêu cho đến cửa Hải Triều Dương thì không hình bóng ông Phật nào xuất hiện, có phải không? Và khi vào cửa Hải Triều Dương thì ông Phật dẫn mình về xuất hiện chưa, và có nói chuyện với mình không?
Bây giờ đó, bây giờ mình rơi mà ra khỏi ngọn cây đi là thằng quản lý nó không thể theo mình. Nhưng mà mình có biết ra khỏi ngọn cây không, hay là mình cứ bay theo cái ngọn cây hoài? Bay theo ngọn cây là không cho ra, còn bay ra khỏi ngọn cây là cái qua tiêu hoàn toàn, những thần của hồn hoàn toàn không làm được cái này. Nó sẽ sáng tự động đi ra, đi ra thì khoảng 5-10 giây là nó đi ra khỏi cái thức hút rồi. Thì ra đó ông Phật mới nói, bây ra đó ông mới nói, bắt đầu nói bây giờ nè, còn 200 ngày nữa thì mới đến trung tâm vận hành luân hồi, tôi ngồi đây đi, rồi Như Lai sẽ đi rước cái người khác ra đây một lượt, ví dụ cái năm này bao nhiêu người thì ra đây mới đi ra, ông dẫn vô một lượt mới về. Bởi vì cái trung tâm vận hành nó xuyên qua trái đất á, nó nhỏ bằng cái cọng đũa thôi, nó nhỏ đó chứ không có lớn. Thành ra mà mình không hiểu là không biết nó là cái nào. Vì thế mà một vị Phật mới làm cái hoa tiêu rồi dẫn ra đó phải dạy rằng đi ra ngoài sức hút vật lý mới được quyền dạy, còn ở trong vật lý không nói. Vô đây ông nói nó quăng nó hút theo ông luôn á. Ông Phật thì vô đó đã tiếng nói thì cái nói vật lý nó khác, còn thế giới phi vật lý nó khác, phải ra đó nói tự do không bị nhân quả. Nó phải hiểu cái nguyên tắc của nó là vậy. Rồi con hỏi tiếp. Thưa thầy, thầy có nói cô hồn có thể bắt người chết trước tuổi thọ, vậy trường hợp nào mà bị, xin thầy giải thích, xin cảm ơn. Mình thí dụ tuổi thọ mình 80 tuổi mà làm gì đó tức nó làm cho mình chết đó. Nhưng mà nên nhớ là mình không đi, không nhập dòng tộc được, hoặc không đi đầu thai được, hoặc không làm cô hồn được, phải ở đợi. Ví dụ 80 tuổi chết mà ở đây có 60 thì phải đợi đúng 20 năm sau. Vì thế mà nó có cái chuyện mà con người hiện hình hiện tiếng đó là cái chỗ đó đó. Có nghĩa là nó chưa được, chưa đúng cái tuổi thọ của nó, chưa hết cái tuổi thọ mà cứ đi vòng vòng ở núi này núi kia đó là mấy ông này ha, cái hiện hình hưởng tiếng hoài đó là mình mới hiểu. Còn mà trường nào mà đúng tuổi rồi, đúng cái nhân quả rồi thì mới luân hồi được, còn không đúng nhân quả không phải được. Giờ mình mà có phước lên cõi trời đi nữa, mà nếu mà không đúng nhân quả ông thần không quan lý, cứ chở cho mình ở đây đi, rồi chừng nào đúng rồi bắt đầu mới ném mình lên. Nó thành ra có vụ mà ví dụ bây giờ mình đi con đêm mới thấy chập chờn tới thấy hình này kia là mấy cái người chưa mãn số. Rồi hỏi tiếp đi. Trung tâm vận hành luân hồi nhỏ như cây kim, vậy trung ấm thân lớn đi qua thời gian có lâu hơn không? Bây giờ mình mới nói về, bởi vì khi đời văn minh mình mới hỏi. Bây giờ tôi hỏi là ở ngoài Bắc á, thủy điện Hòa Bình nó kéo vô Nam có thể dây có bằng là ngón tay, mà tại sao cả cái miền Nam máy gì chạy cũng được, đèn bao nhiêu nó cũng sáng, là sao? Thì cái trung tâm giờ nó nhỏ nhưng mà đều cái này nó không phải là bằng vật chất, mình đừng có tưởng nó nhỏ nó qua không được, nó bằng cái điện từ. Bởi vì tôi nói điện Hòa Bình nó kéo vô đây vẫn có sự ngón tay ngón chân mà cho nó cả cái miền Nam sẽ được. Nó cái lực của người ta nó đi bằng cái lực chứ không phải ấy. Còn mình đây là hình thể, cái cửa một thước, cái tủ hai thước không qua được thì đúng, cái này vật chất cũng được. Bây giờ nếu mình nói vật chất thì mình đưa cái điện ra mình mới phân địch được. Điện từ Bắc chí Nam kéo cái máy sợi dây có chút mà cả miền Nam sáng, bao nhiêu máy chạy được hết, bao nhiêu quạt, bao nhiêu đèn ra làm sáng trưng hết, thấy không? Đó, mình phải hiểu cái này, mình đừng có tưởng mình nói cái này là nói vật lý, hình thức vật lý, giống như cái ống nước một ly thì nước qua một ly không phải vậy. Một ly nhưng mà đều nó đi bằng điện từ là khác. Thì ra 1 triệu ký nó vẫn đi qua được. Rồi tại sao cái sợi dây điện đó mà ông ngoài Bắc nó kéo cho Nam qua là 500 kV? Kilovolt không phải nhỏ đâu, nếu mà 500 kg đá ký sát thì không được. Kilovolt là cái lực của nó, bởi vì cái cõi vô hình nó khủng khiếp lắm chứ không phải nhỏ đâu.
Thành ra mình không hiểu, mình hỏi này, giờ hỏi câu khác đi. Khi một người ngủ, đôi lúc không phân biệt được thật hay là mơ. Vậy khi mất, trung ấm thân có tỉnh thức để biết là không còn thân tứ đại không? Và có nhận rõ các hoàn cảnh lúc đó để nương vào sự hướng dẫn của Hoa Tiêu để về Phật giới hay không? Khi mình mất á, mình khi bỏ cái thân tứ đại, khi mình tỉnh dậy, mình biết hoàn toàn nhớ hết. Ha. Còn vật lý nó mới chi phối, còn ngoài ra mình biết hết. Nhưng mà còn cái chuyện quyết định đi đâu là do cái nghiệp của mình ở trong cái trung ấm thân, ẩn thần quản thực thi nhân quả của mình. Lúc đó mình không có cãi được, mình không có cãi ông thần được. Vì thế mà khi truyền thiền, nói bây giờ thí dụ trước 3 ngày tôi thấy ông A Di Đà rất trắng, thì khi mất thì lên đó rồi. Thì trong đó cái hình đó nó hiện ra thì ông thần quản lý, tức là có bổn phận quăng lên đó thôi. Rồi quăng lên đó rồi mình hưởng phước, rồi sanh ra rồi hưởng phước hết rồi trả lại. Đó, trong cái vấn đề mà dặn dò đó thì ta đã nói mấy đường luân hồi đi đâu, trước khi thấy cái gì, thấy mà trước khi mình chết mà thấy nít nó thích ông bà cha mẹ mình rồi nữa chứ, lại giờ dòng tộc không đường được. Bởi vì vừa chết mở ra thấy ông bà mình lại mình ôm ổng rồi thôi con vô đây đi với mã thì từ thôi đi theo ổng rồi vô gia đình ở rồi. Mới hiểu cái nguyên tắc này. Rồi hỏi tiếp đi. Con có gặp một người thường hay xưng mình có điển linh của các vị thánh như là Quan Thánh Đế Quân. Vậy bản thân người đó có đi vào con đường hoa báo hay không? Vì khi cái người đó khi có điển hoặc là lúc bình thường, người đó hay có dạy về Phật Pháp và có nói là giúp người khác tu được giải thoát. Thế giới này đó, thì ta đã nói rồi, cái thế giới của hồn muốn nói gì nói. Nó, bởi vì thế giới này nói, mình phải cái người đó nói là không sợ nhân quả là sao? Khi mà con người tạo nhân quả, phải con người bằng xương, bằng thịt, suy nghĩ, hành động mới là nhân quả. Còn rồi cô hồn nó nói gì nói là giờ nó bằng điện từ. Tôi không hưởng, tôi không có hưởng cái gì hết á. Đây tôi muốn ăn, tôi đi kiếm gì tôi ăn. Tôi tự làm, tôi lại không có bị nhân quả. Bởi vì thế giới điện từ, thế giới điện từ không bị nhân quả. Chỉ thế giới tứ đại mới bị nhân quả thôi. Phải hiểu cái nguyên tắc này. Còn người ta xưng gì xưng kỳ diễn đó. Bởi vì ta nói là khi mà đã vào cái loại đó rồi, muốn xưng gì xưng, không khi nào ông Thích Ca xuống đây là tôi xưng Thích Ca, không có được. Ông đã hiểu ở trong thế giới này quá rồi, làm gì ông dám xuống đây tôi xưng Thích Ca. Và chỉ có loài ở đây mới là xưng thôi đó. Mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Đừng có nói chuyện Quan Âm, Quan Âm ở bên kia à, bà, không qua đây mà anh xưng được. Mà trong này làm tôi nói là cái loại này nó còn xưng Độc Hoàng được rồi, chứ đâu ông Thích Ca mà ông Quan Âm là chuyện nhỏ đâu với mấy cái loại này thôi. Mình hiểu thế giới nhân quả này, phải hiểu được cái vật lý của thế giới này thì mới tu cái thiền tông được. Mà nên nhớ một điều, chỉ cần bỏ chuyện thế gian thôi, thế gian nói gì nói kệ, bỏ hết đi, mình cứ lo cấm cụi tạo công đức chạy về rồi có nhiều thôi. Còn cái chuyện thế gian này gì kể đó, bỏ đi, buông hết. Rồi thiền tông là nhất tự thiền mà, mình không chịu buông, cứ ngồi đó cả, ngồi đó đi theo cái này theo kia chi cho nó mệt. Rồi hỏi tiếp đi. Con có một người bạn cùng tu thiền tông, nhưng vì bạn ấy ngại chia sẻ với người khác về thiền tông mà người khác không hiểu, người khác kinh chê, phỉ báng, sợ như vậy là tạo ác đức, nên bạn ấy lâu nay không dám chia sẻ giúp ai hết. Vậy nếu mà người mà giúp mà bị người khác kinh chê pháp môn thiền tông thì cái người giúp đó có bị ác đức hay không? Rồi có. Ta dặn, ta chỉ rồi. Bây giờ muốn tạo công đức, mình biết rồi, mua mấy quyển sách mấy cái máy tôi cho chị mượn đó. Tôi thấy cái này nó hay, không biết cái đúng là chị nghe, chị nói là tôi nghe. Ha. Ta quan hỷ ta lấy thì giờ mình bắt đầu mình đi mò tới. Còn mà ta, ô cái này nói tầm bậy bạ, lấy lại. Rồi.
đừng có khi nào nói. Bởi vì thành ra thiền tông và mình tu không cho lưu dấu vết luôn đó. Ngày xưa Đức Phật nói ở mấy ông thiền sư mà, Đức Phật bảo là khi thiền sư rồi đừng có lưu dấu vết cái điều này. Còn mình chơi gì mình bếp xếp mình chết rồi đáng chịu. Cái thực tạo công đức rất dễ chứ không phải khó, nhưng mà tại vì mình nhiệt tình quá là mình chết. Bây giờ thí dụ bây giờ trong cái xóm mình 10 người đi, rồi tôi nói mình đừng có nói mình tu thiền tông đó chị ơi, tôi thấy cái máy này nói hay quá, tôi nói tôi nghe không hiểu, chị đọc cho chị nghe, chị giải tôi nghe, phải làm đệ tử người đó đi. Lúc đó bỏ ngộ rồi á, bỏ là phải nói với mình liền, mừng quá rồi thì chắc chắn rồi ha. 10 người tạo công đức rất dễ, đừng có khi nào nhiệt tình quá. Bởi vì cái này nhiệt tình quá nó, bởi vì tôi nói là cái thiền tông này giống như con dao mà không có cán, cầm đâu cũng chết rồi đó. trừ trường hợp mà người ta chịu rồi, giống như cái lưỡi mà được bọc giải là người ta không sao. Rồi ở tới thì con có chép phim nghe về thiền tông cho bạn bè, nhưng có nhiều người không muốn nghe nữa, không theo thiền tông nữa. Con có nên yêu cầu họ xóa những cái phim đó, về những cái phim về thiền tông hay không? Cái chuyện mà người ta không ấy thì thôi bỏ đi, đừng có, người ta không có làm gì làm, đừng có xúi. Đúng, xóa bỏ làm cái kệ ta, đừng có xúi. Có nghĩa là mình thấy người ta không ấy là mình không thích rồi đó. Đó là gì? Mình tạo cái nghiệp với người ta. Có nghĩa là ta không nghe thiền chuyển của người ta, mình lỡ cho rồi thôi làm thinh. Ví dụ cái quyển sách mà không ấy thì nói vậy, cái bà kia bà thích quá chị cho tôi đưa lại cho bà khác thì được. Mình cũng bịa ra vậy thôi chứ có bà nào kêu mình đâu. Đó, mình được tuyệt đối đừng có rớ gì như vậy. Là bởi vì tại sao cái chùa này 50-60 năm không ai biết cái thiền tông, mà mới biết này có năm mấy thôi, thì cũng ráng kính vậy đó. Vì thế mà bên ngoài nói chuyện, còn bây giờ người ta chửi là sao, cười chứ nói sao, trên mạng giờ nó chửi đầy thì tôi cười người ta quá sao, là cái nhiệm vụ hoàn thành rồi, không muốn chửi chứ. Trước năm 2015 mà tôi nói được coi sao, trước năm 2017 tôi nói sao, chưa chắc cái chỗ này nó tồn tại được đó. Mình hiểu chắc thiền tông đừng có nhiệt tình quá, mà phải biết bằng trí tuệ tạo ra công đức, phải hiểu con đường này. Rồi hỏi tiếp đi. Người tu theo thiền tông đang giúp người khác hiểu biết về pháp môn thiền tông, nhưng người được giúp đó chưa được truyền thiền, thì cái người giúp vì một lý do nào đó chết đi, thì cái người giúp đó có đủ công đức để giải thoát không? Không, cái đó là mới được một phần công đức thôi, đâu phải mà công đức muốn về giải thoát có chút xíu về được đâu. Ta nói vô lượng công đức là bao nhiêu vô lượng, thấy không? Đâu phải mà một người đó mình về không có chuyện đó, có chút xíu, giống như đi nước nào đó vé máy bay 3,000 đô xịn mới có đồng bạc, có người đòi lên máy bay đi sao đi được. Phải hiểu cái này, bởi vì cái này nó khó, là tại sao muốn tạo không phải dễ đâu. Thì bây giờ mình cứ âm thầm, cái thời gian nó còn dài, mình cứ âm thầm, cứ làm được bao nhiêu được. Nhưng mà bởi vì trong cái truyền thiền thứ hai đã có nói rồi, mình cũng quyết định về không, có công đức ít ông thần nắm á, thì năn nỉ ông không cho tôi về, tôi sợ để rồi nghe nói mình nói tôi sợ cái này là ông thần thả liền. Bởi vì nó chứ còn nếu mà ấp úng nè tôi không muốn về rồi ông thần nắm quăng cái ào liền. Bởi vì mình hiểu cái này, thế giới vật lý mà, ông thần nó đúng, ông thần cũng muốn cho mình về chứ phải không đâu, nhưng mà không đủ lực thì không về được, cái lực không được, mà cái người mà không cho mình về là gì, cô hồn nó theo ăn theo, cô hồn nó ăn theo để nó giữ mình lại. Bởi vì giữ mình lại thì mình theo cái bọn đó thì nó mới có đông người, còn nếu mình không, mình về mất thì không có gì thôi. Thành ra cô hồn ưa dụ người ta là dụ của chỗ này để chi nhập bọn chứ có gì ra, để cho nó đông dân số. Rồi hỏi tiếp đi. Biết rằng tu theo thiền tông là để giải thoát,
Nhưng những gì của thế giới này ta vẫn sử dụng, sử dụng mà không dính mắc. Ví dụ như là về phong thủy, địa lý của ngôi nhà mình đang ở thì nên quan niệm như thế nào ạ? Thế giới này mà nói hồi sử dụng mà không dính mắc là không đúng. Không có, không có nào không dính mắc hết rồi. Phong thủy, phong thổ gì thấy đủ rồi phải dính. Cái chuyện bây giờ mình sống ở đây, nếu mà mình nói về nếu về phong thủy á, thì ông Phật nói sai. Ông Phật là thế giới nhân quả vật lý, thì bây giờ mình bị cái nghiệp đó phải chịu vậy. Bây giờ nếu mà nói á, ví dụ mà cái anh đó anh mang tội 3 năm tù đó ông, thì mấy ông luật sư nói như vậy là đây tôi lo cho còn 2 năm. Nhưng mà ông có thiệt không? Nhưng mà ông kê lên, ông biết 3 năm, ông nó kê 5 năm nên là tôi lo cho ông còn đâu. Thì đúng với quy luật của nó, chứ làm sao thoát được cái quy luật này. Ông luật sư này ông cũng kiếm chuyện. Người ta biết cái luật giống như mình vừa rồi đọc cái bộ luật hình sự á, mình phạt cao nhất là nhiều 3 năm nha. Ông luật sư cũng nói mình phạt cao nhất là 6 năm. Rồi ông ấy là tôi lo, ông đưa tôi lo còn 3 năm. Ông lo đúng cái khung. Ông cũng bánh là sao đó. Nếu mình biết rồi thôi, đừng có lo ai hết, mình chịu thôi chứ không có lo ai từ từ. Tại vì thế gian vậy, đây gọi là thế giới gian ác. Không người này lừa người này, cũng lừa người kia. Thế mà mình nói ra trắng người ta không chịu. Bây giờ mình làm cái gì ra để mục đích là gì? Ta là ta kiếm tiền. Mình làm mình nói chuyện này là hết kiếm tiền, ta chửi mình là cái chuyện quy tắc. Ta hỏi có buồn, cái này sự thật nó là vậy, buồn cái gì? Đã người ta làm ra, mình nói người ta không có, người ta không có thu nhập nữa, người ta chửi là cái chuyện bình thường, chứ mình buồn gì. Bởi vì trước khi mà nhận cái này họ có cuộc sợ không? Ông sợ thì giờ chửi cười chứ đừng có giận người ta. Thế giới vật lý này muốn ra thì đi ra, còn muốn ở đây cứ hưng thua là đi tiếp. Rồi hỏi tiếp đi. Câu cuối cùng của vị này: pháp môn Thiền Tông quan niệm như thế nào về trường hợp người chết bị quạ trùng tan? Con đã từng chứng kiến sự kiện này, xin bác chỉ dẫn hư thực như thế nào ạ? Cái này không có quan niệm vậy. Cái nghiệp của anh chết trùng là chết thì thôi. Cái nghiệp vậy thôi, không có quan niệm. Cái này là thế giới nhân quả nó vậy. Cái dòng tộc này nó bị như thế đó thì bắt buộc nó phải theo cái quy luật nhân quả nó, phải vô đúng cái quy luật nó, chứ không có quan niệm vậy đâu. Mình nên nhớ một điều á, nước Việt Nam mình lập ra quốc nay là 4890 mấy năm, trải qua biết bao nhiêu, đây là cái quy luật của nó. Dân tộc Việt Nam phải đi nó vậy thì nó phải qua thôi, chứ làm sao, chứ mà làm sao mình nói là được cái này. Không có quan niệm, đây là một sự thật. Tất cả trên trái đất này các quốc gia đều y vậy hết. Anh quốc gia anh sẽ giống như cuộc đời vừa đẻ ra cho đến chết, anh phải đi theo con đường luân hồi này, đi theo con đường nhân quả này, không có thoát ra được đâu. Tại không biết rồi mình nói này nó kia chứ sao cả. Tất cả những gì mình, tại sao mình ở chỗ này mình không ở mình đi qua chỗ kia là do ông thần dẫn mình đi, thực thi nhân quả mình đi. Có nhiều người ở ngoài, ở miền Tây đẻ không chịu ở dưới, không chịu làm ruộng, trèo lên lại thì ông dẫn đi, nhưng mà có cái số mới đi được, đúng mới đi được. Chứ nhiều người muốn đi lắm vậy, ai là không muốn ở đây đi qua nước mà có tiền mà có đi được không? Cái nhân quả ở đó thì anh mới đi được, không có nhân quả ông thần cũng có nghĩa là nhân quả đâu, thần thực thi đó thì mình mới tới được. Chứ đừng có quan niệm vậy, đây là và thế giới nhân quả là đúng như vậy thôi, chứ không có, chứ đừng có quan niệm gì hết, đừng hiểu gì, đừng có tính cái gì trò trời. Hai người này làm vợ chồng nhau ở 70 năm rồi, đúng 70 năm chia tay xong, không có sống, không có quan niệm gì. Đây là thế giới nhân quả, thần thực thi nhân quả mình. Chứ đừng có nói, đừng có nghe này vậy cái mấy ông kia bài vậy thì tôi cúng cho, không có chuyện có cúng. Ông cúng ông lừa tôi chứ không phải làm chuyện đó. Mình phải hiểu cái thế giới này.
Rồi hỏi tiếp đi. Hết. Còn nhiều lắm đó. Cứ nói đi. Còn nhiều lắm. Mấy? Còn 15 phút nữa là 3 giờ. Cứ hỏi đi anh. 4 giờ cũng được. Câu hỏi của Nguyễn Văn Tài. Cái câu này, cái người này không mấy. Loài thần và loài cô hồn mang thai bao nhiêu ngày thì sanh con? Cái câu hỏi này. Cái này quá tầm tài. Nên nhớ á, thế giới này là con người 9 tháng 10 ngày sống 100 tuổi. Nha. Rồi thần. Rồi thần á là 500 năm, 500 tuổi. Thì cái mang thai nó cũng mang gấp 5 lần con người, là bao nhiêu lấy giết tính. Từ con người vật chất và các cõi trời nó cũng nằm ở trong quy luật này, quy luật vật lý. Có nghĩa là cái bầu hoàng đạo 1 nó như thế nào, hoàng đạo 2 như thế nào, nó đi theo con tỷ số lý thừa của nó. Nha. Thì bây giờ muốn biết thần bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng thì nhân đi, ổng gấp 5 tuổi thì mình ở đây cũng vậy. Nhân thì biết. Bây giờ trả lời chính xác không biết, nhưng mà có nhiều, bây giờ mình nó nói gần 100 tuổi chứ có ông là ai là 600 tuổi, có nhiều người 30 tuổi chết rồi đó, mà nó cũng 9 tháng 10 ngày nó 30 tuổi. Rồi cái này đó mình phải hiểu, bây giờ ông có đủ phước sống 500 năm trên đó không? Anh sống có 300 năm, từ tiền kêu tới 300 năm nó chết. Nhưng mà cái quy luật về hấp thụ vật lý nó phải đúng quy tắc đó đó. Cái này không trả lời cố định được, thì cái căn cứ vào trong cái này. Rồi bây giờ nói ở đây là 9 tháng 10 ngày, có nhiều người là 9 tháng, có nhiều 8 tháng là sao? Đó phải theo cái nhân quả của người ta. Rồi hỏi tiếp đi. Một người khi nghe phổ biến pháp môn Thiền Tông liền giác ngộ và muốn tạo công đức. Vậy xin cho hỏi cái sự giác ngộ đó là của tánh người giác ngộ hay là tánh Phật giác ngộ? Và sự ham muốn tạo công đức đó là do tánh người hay là do tánh Phật ham muốn tạo công đức? Bây giờ tạo công đức thì nó có trong đó tôi phân tích rồi. Cái tánh người á, mà nó ham trung thực á, là công đức nó mới gì? Nó mới sáng. Còn là tham lam tạo công đức thì nó vô đen, nó cũng có nhưng nó bị vô đen. Rồi giờ biết sao? Ở đây thì nó có hai thứ tánh, tánh người và cái tánh Phật. Tạo gì? Tạo công đức bằng tánh Phật nó khác, bằng tánh người nó khác. Tánh người nó xen vô có mấy thứ đó. À, mình phải hiểu nguyên tắc này. Chứ giờ bây giờ hỏi ông đó, hỏi chứ giờ muốn biết thì phải trực tiếp hỏi người đó tạo một cái nào rồi mình mới hiểu được. Thôi để cho nó qua đi. Thì cái này thì do cái tánh đó là tánh nào. Nói thì tự nhiên biết là người đó tánh nào rồi. Rồi hỏi tiếp đi. Câu hỏi tiếp theo. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có nhắc đến long nữ. Tại sao trong các kinh điển còn lại không có kinh nào nói đến Tam Tổ Trúc Long thưa bác? Nói gì? Tức là kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì có nhắc đến long nữ. Tại sao trong các kinh điển còn lại không có kinh nào nói đến Tam Tổ Trúc Lâm? Tam Tổ Trúc Lâm. Dạ. Thì Diệu Pháp Liên Hoa thì cái này thế là tôi nói kể câu chuyện đó là khi mà ông Phật xuống dưới Long Cung tặng cho ông cái hạt châu, rồi ông lấy ông giao lại cho con Long Dương, nói nè nè tôi giao cho con đi. Cái câu chuyện nguyên văn thế này, giờ Long Dương tặng cho thầy ông ấy, thầy tặng lại cho con là con rồng cái. Nhưng mà nói cho con biết, về sau con mãn kiếp rồng, con trở làm người, con sanh ra ở chỗ nước rồng đó, Như Lai sẽ bắt đầu đưa cho con, lấy cái này đưa cho con phổ biến ra. Đây là cái nguyên tắc của nó. Đây là ổng nói ẩn ẩn dụ dụ, không ai giải mã được thì khó hiểu này. Còn kinh khác là trong 12 quyển kinh Đại Thừa, duy nhất chỉ có kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói vấn đề long nữ thôi.
Còn cái kinh Kim Cang là nói gì? Nói về chất cứng. Rồi kinh Đại Bi thì nói về từ bi. Kinh Thủ Lăng Nghiêm thì nói về bùa phép. Mỗi cái mỗi kinh nó có cái một có cái tiêu chỉ riêng của nó, chứ đâu phải cái duy nhất chỉ có kinh Diệu Pháp Liên Hoa mới nói về vấn đề đề cập giải thoát mà ẩn ý bằng long nữ. Thì tất cả những này nên nhớ là cái phẩm Đề Bà Đạt Ma. Tại sao cái bà này bà ghét Đức Phật ghê đó, mà tại sao? Thì dù muốn công cái thiền tông này mà ra đời, ai ra cũng bị ghét hết chứ không phải ông Phật. Ai mà nắm được cái này cũng bị ghét chứ không phải ông Phật. Thành ra bây giờ mình biết cái này rồi thôi, người ta ghét người đâu có buồn người ta đâu. Tại vì thế giới vật lý cái này đưa vô nó phá thì nó chịu không nổi thì ta ghét thôi. Mình hiểu nguyên tắc này mình đâu có sợ gì đâu. Mỗi kinh 12 quyển kinh, mỗi quyển kinh nói một đề tài duy nhất, chỉ có kinh Diệu Pháp Liên Hoa này thì mới chỉ tri kiến Phật và một người dạy giải thoát thôi, tượng trưng cho long nữ. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi tiếp theo là thưa bác, một vị Phật phân thân giúp chúng sanh ở duy nhất một tiểu thiên hay giúp được vô số tiểu thiên, mà bác có nói Đức Phật Thích Ca chỉ phân thân giúp người trong tiểu thiên. Bây giờ tất cả những mà ở trong trái đất này này, độ thì độ con người. Thiền tông nó chỉ độ con người thôi nha, chứ không có độ con trâu con bò, không có, không đeo trời. Vì trái trời đi hưởng nghiệp dương, trâu bò là đi trả quả âm. Mình phải hiểu này là chỉ độ con người, nhưng mà trong này nó xếp 10 tần số, mà con người 10 tần số 10 mới chịu được cái này thôi. Còn tất cả 10 tần số này nhưng mà 1/1000 thôi, chứ không phải trong 10 tần số này mà vô được hết đâu. Ai ở tần số này dạ không được. Tần số thứ 9 nó xuống thì thôi đừng. Tần số 9 chiều một đi nói xạo lấy tiền thôi, chứ không có cách nào giải thoát được. Trong này ta nói rõ 10 tần số, một con người mang nghiệp 10 tần số. Cái con người mà xấu tốt nhất đó là gì? Ham ăn mê ngủ. Con người mà cao nhất á mà không giải thoát nữa gì, chuyện đâu nói chuyện trên trời đất lừa gạt người ta. Nguyên tắc cái này mình phải phân bổ lại, chứ làm sao mấy kinh kia làm sao có cái chuyện này. Giải thoát duy nhất chỉ có cái Diệu Pháp Liên Hoa thôi. Kim Cang nói gì? Kim Cang là nói về phá chấp, phá chứng, phá đắc. Kinh Thủ Lăng Nghiêm nói về mầu nhiệm, sự thật và mầu nhiệm. Mỗi quyển kinh nó có nói một cái chuyện. Rồi câu hỏi tiếp đi. Công đức ngoài tác dụng định hình ra kim thân vị Phật lớn nhỏ, vị Phật có kim thân lớn thì có phải thấy nghe nói biết xa hơn, nhiều hơn một vị Phật có công đức ít? Bây giờ cũng một con người, nếu mà anh làm chủ tịch nước là anh quản lý bao nhiêu, cũng con người đó. Còn một con người mà nếu mà chủ tịch tỉnh là quản lý nhiều, rồi chủ tịch huyện xã, thì công đức nó cũng nằm cái dạng này. Anh dặn nhiều thì bởi vì nếu mà công đức vô lượng thì được phân thân khắp tam thiên đại thiên thế giới, muốn đến cái hành tinh nào cũng được. Còn tức nhỏ quá giống như chiếc xe 4 chỗ mình đợi chở 50 người sao, thì tùy theo cái lực mỗi người. Công đức nó cũng nằm trong cái dạng này ha. Tuy ở đó trên ở thế giới nó cũng là nằm thế giới nhân quả, nhưng mà nó nhân quả không bị lực hút, còn mình đây nhân quả bị lực hút. Vì thế mà ra về bển muốn làm thật lớn thì đi phân thân cho độ người ta, thì từ từ Phật lớn lên nó cũng nhân quả, nhưng mà nó tại vì nằm trong cái môi trường không bị lực hút âm dương. Còn mình tất cả trong tam giới này hay trái đất này nằm trong lực hút âm dương, nên nó mới có sanh ra nhân quả. Nhân quả mà luân hồi của bên kia nó không có luân hồi, nó có ở một chỗ thôi, muốn đi đâu rồi đi. Rồi hỏi tiếp. Mạch nguồn thiền tông trải khắp năm châu, vậy người học Phật chỉ cần nắm vững 3 điều kiện của thiền tông, không cần truyền bí mật thiền tông thì vẫn về Phật giới như người được truyền bí mật thiền tông tại chùa, có đúng như vậy hay không?
Bây giờ làm sao làm? Nếu mình có công đức gì ông thần quản là bỏ mình đi, mình về chùa ở hoài mà không có công đức thì cũng gì công. Có nghĩa là mình không về chùa nhưng mà có công đức thì ông thần thả mình ra thì mình được đi. Nhưng mà được về chùa nó có cái lợi là người ta chỉ cho mình đi về con đường về, chứ mình không về đây mình không học được cái công đức này, lúc đó mình không biết đường mình đi, thấy hoa tiêu không biết đó là cái gì, rồi hoa tiêu thiệt hay giả mình không biết. Đó là vậy, suy nghĩ về chùa nó có lợi cho nên mà về chùa nhiều ít không biết, nhưng mà về học được công thức thôi rồi không về cũng được. Nên nhớ một điều, đã học được công thức không cần về, nhưng mà phải biết tạo công đức. Chứ còn mình về đây tạo công đức cho nhiều mà cũng rồi vô đèn hết thì cũng như không. Câu hỏi tiếp theo, khi còn sống, khi còn sống tại trái đất này, có ai có thể biết được vị Phật chỉ đường mình vào trái đất này không? Muốn vào đất là phải có một vị Phật dẫn. Bởi vì khi mà cái trung tâm vận hành luân hồi hải trường âm á, mà chỉ ông Phật mới biết rằng cái đất nó đang bị che rồi đó, bị che cái lực của cái lửa tam muội thì bắt đầu nhào vô liền. Bởi vì đi từ hải trường âm mà vào trái đất là một tiếng đồng hồ, đi sai một cái là không ra kịp, nó phải hiểu nguyên tắc của nó. Thành ra nên nhớ rằng muốn vào cũng phải Phật dẫn vào, muốn đi phải Phật dẫn đi. Nhưng mà nói thật á, ông Phật dẫn vào, ông cũng ở đây chứ không có đi đâu. Ông đợi cho cái người này là tới hỏi ông thần dùng, sao giờ ông kêu Phật về làm chứng đi. Ông kia ở ngay chỗ ngoài nước không, đất phân thân vô liền, phân dư là làm chứng liền, làm chứng xong đi ra ngay ngoài nước khúc, chứ không có chạy đâu khỏi ra. Nguyên tắc phải đúng cái thế giới của nó, nếu không có ông Phật thì vô đây không biết đường vô, không có ông Phật không ra cũng không biết đường ra. Ông trái thì giữ ông trái thôi đó nè. Người tu theo thiền tông được truyền bí mật thiền tông rồi, nhưng suốt ngày rượu thịt, bia rượu say xỉn, và mỗi lúc say xỉn như vậy thường chia sẻ thiền tông với mọi người. Vậy làm như vậy thì có đúng với chánh pháp hay không? Bây giờ nói đúng ra đó, mình rượu thịt thì nói gì nói, mà nói người ta ngộ được hay được không biết, được mà nói người ta ngộ được hay được à. Còn cái chánh pháp là thế giới vật lý này đừng có chấp, thế giới này là nó vậy đừng có chấp. Vì thế mà trong phim nó có vụ tế điên hòa thượng á, uống rượu thịt tối ngày đâu có sao, nhưng mà nếu như ổng là A-la-hán chứ không phải ông Phật nó không có nhiễm, có nghĩa là nói không nhiễm thì được. Còn cái chuyện công đức là do cái người ta có ngộ là không nha, đừng có chấp cái thế giới này nó là vậy. Rồi hỏi tiếp, người tu thiền tông đã được truyền bí mật thiền tông rồi mà vẫn phạm các giới như sát sanh, trộm cắp, nói dối, tà dâm, uống rượu, ai nói góp ý người này bảo tánh Phật không dính gì tới ngũ giới cả, có công đức biết công thức là về Phật giới thôi, người này làm vậy có đúng không? Đúng không đúng gì mà mình tạo đức á, mà ông thần đừng nắm quăng thi hành này kia, thi hành nhân quả mình thì được, mà làm sao mà nói mà không nắm là thì không được. Bây giờ thế giới này là tại sao trong kinh Đức Phật nói một tay đồ tể bỏ đua bua đau thật là canh này em bỏ đau nhiều biết tạo công đức thật nhiều mới gì được, chứ mà em buông đau mà không có gì thì ông đi theo cái loại thấp rồi, nhân quả à, mình phải theo cái loại nhân quả. Nhân quả mà giết người là trọng tội, quan trọng ở chỗ đó. Còn nói láo, nói dấu, giành giật, cô hồ, ai cái đoạn đó. Còn nếu mà nói láo mà để mà lấy tiền của ta, không làm cô hồ được.
mà không xuống địa ngục được. Mà tả gì đã nói rồi, thật vật thực vật là qua báo á, một bó rau muống 1.000 rồi mày ta rửa ta 1 tỷ rồi làm sao rồi ăn đủ 1 tỷ rồi mày ra tái sanh lại làm người lại đó. Nên nhớ rồi, nhân quả nó là vậy, sự thật nó là vậy chứ không phải là. Rồi tôi hỏi tiếp đi. Thưa bác, vì sao các phát minh khoa học, các giáo lý kinh điển không bị diệt mất mà tồn tại mãi được trong không gian? Bây giờ nó chứng minh rất dễ. Bây giờ thí dụ hôm nay mình phát ra cái mạng mà trên thì tông chống cơm á, bây giờ nó mất không, hoàn toàn không mất. Bây giờ nếu mà mình có phương tiện mà lấy lại, còn có phương tiện thôi 10.000 năm có phương tiện lấy lại được. Vì thế mà khi Đức Phật mà ổng về Phật giới mà cái pháp môn ổng mất rồi, thiền tông không dạy nữa, thì pháp môn thiền tông này nó đi về đâu? Nó trở về không gian đợi ông Phật sau khi có nhiệm vụ ổng mới lấy lại cái này được. Một vị toàn năng toàn giác mới lấy lại được. Mình ở đây lấy lại là mình học của vị toàn năng toàn giác, nhưng mà nên nhớ là học thì chỉ thu bao nhiêu phần trăm thôi chứ không phải bằng ổng. Ổng 100%, mình thu có 53% thôi đó, phải hiểu cái nguyên tắc này. Rồi câu hỏi thưa bác, khi nào thì bác chuẩn hóa thiền tông lần 3 và bổ sung công thức đường về Phật giới cho đầy đủ? Bây giờ nói thiệt là hiện giờ cái thiền tông nó bị thắng rồi đó, bị dừng. Vì cái quyền ký, khi tôi nâng cấp cái quyền ký ra là không cho xuất bản, kể hai nhà xuất bản luôn, nhà xuất bản Hồng Đức và nhà xuất bản Tôn Giáo không cho phép. Mà điều kiện muốn nâng cấp, muốn nói cái này thì phải giáo lý, nhà xuất bản này cho ra cái quyền ký nâng cấp ra thì giáo lý mới được ra. Khi giáo lý được ra thì bắt đầu tôi mới chuẩn hóa lại. Đó, nói rồi này. Còn không thấy bây giờ chỉ là trả lời thôi chứ không chuyển qua, không được quyền chuyển qua. Nếu giáo lý đạo Phật không ra đời thì thiền tông nó bao nhiêu đây thôi, bao nhiêu tôi trả về không gian hết. Mà trước nói tôi chôn chứ không có chôn đâu, tôi đã trả về cho ổng á. Giống như ông mua ghét mà ông chết rồi thì đệ tử ổng được nhiều được, mà khi trái đất này bị hủy diệt thì cái nền văn minh không gian trở về hết cho không gian. Từ anh chế ra điện này, chế ra bằng nguyên tử này, rồi chế qua điện tử, tất cả gì trở về không gian hết. Tất cả gì không gian, mình mà kinh nghiệm thế này nè. Thí dụ một người nào đó nhắn cho mình vô trong cái máy của mình mà máy mình không mở, rồi sao? Một tháng sau mở nó, một tháng sau nó lại nhảy rùa. Nó nằm đâu? Nó nằm ngoài không gian chứ đâu. Mở ra thì nó nhảy rùa. Thì bây giờ cái đạo Phật này không giải thích được nữa thì không ai nói nữa, nó trở về không gian. Đợi ông Ma Vật Đa xuất hiện, ông lấy, ông dạy lại. Đó là cái thế giới này là vậy. Mà bây giờ trái đất này nó phải tiêu diệt phải 1 tỷ lần như vậy là trái đất mới bể luôn. Mà bây giờ hiện giờ là trái đất này được 7 tỷ rưỡi năm mà. Đó, mình phải hiểu thế giới nó là vậy. Chứ không có, cái đạo Phật Thiền Tông này nó rất khoa học, không có cái gì mà mơ hồ hết. Linh thiêng cái gì cũng nói cho biết, ông nào làm ra hiện tượng gì cũng nói cho biết, chứ không phải là nói ào ào, nó không căn cứ, cái gì cũng phải có căn cứ hết. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Bác có nói người trở về Phật giới vẫn phân tâm về giúp thăm và thăm gia đình được, và giúp cho gia đình tu thiền tông được. Vậy họ giúp gia đình bằng cách nào? Về thăm gia đình chứ đâu có nói giúp gia đình tu. Về thăm gia đình được bằng hình thức là
cái gì đó chứ không phải là ông Phật được nha. Nên nhớ là về giúp gia đình thì còn gia đình là âm, không có thể độ được đâu. Muốn độ được thì có trong gia đình đó ai ở tần số thứ 10 thì mới giúp đỡ được. Còn gia đình tần số 5, 6, 7 thì thôi khỏi giúp, về thăm cho nó vui thôi. Nhớ nhớ ông bà trả lời thăm thôi nha. Rồi hả, tiếp đi. Chú ơi, chắc con nhiều lắm. Nhiều lắm hàng lắm, bây giờ chú lên chứ. Chảy giờ, à, rồi, rồi. À, giờ nó 4 giờ đi. 4 giờ. Chứ còn 2 giờ. Giờ chú đọc. Nhiều lắm chú ơi. Được không? Không? Trả lời 6 giờ, đi 6 giờ đi trong đó. Ừ. Mấy giờ cũng được, ăn xôi chú à. Tu ngồi mấy giờ cũng được. Tu 10 giờ đêm tôi về còn được mà. Phật tử tên Tính ở tỉnh Bình Dương có hỏi: tại sao Đức Phật sinh ra ở nước Ấn Độ mà không phải ở một nước khác? Các Đức Phật ở thời quá khứ cũng sinh ra tại Ấn Độ hay là ở quốc gia khác? Bây giờ là tôi nói nước á, nước trên Hy Mã Lạp Sơn nó chảy về biển Đông, nó chảy qua con đường nào? Qua sông Dầm Cổ Đông, qua sông Mê Công. Dầu mai mốt mà có ấy là nó cũng chảy vậy, rồi nó cái luật của nó rồi. Cái thiền tông nó đi theo cái quy luật của nó. Mình thấy một cái kêu bằng 10.000 năm nữa lâu, chứ sự thật cái đối với cái không gian này đối với 10.000 năm coi giống như ngày trước ngày sau thôi. Cái gì nó đi theo cái quy luật của nó, không có tánh gọi. Tại vì mình không hiểu rồi mình tưởng này tưởng kia, chứ sự thật nó cái dòng thiền nó sẽ đi bằng đó, đi chừng nào trái đất này rã ra trái đất sau tiếp cũng vậy thôi. Chứ đừng có lo, đừng có tưởng. Rồi hỏi tiếp đi. Hỏi dòng thiền chúng chú mới nói rồi. Bây giờ tới cái phần mà Phật Di Lặc thành Phật ở đâu? Trong kinh Vật Lý thì ghi Đức Phật Di Lặc không phải là ở Ấn Độ. Bây giờ đó, thì tôi nói mình phải hiểu về rồi mình mới hiểu là cái đạo Phật này, cái nơi nào mà tại sao cái đất này mà có rã đi nữa đó trở lại đất khác, thì cũng trung tâm của cái trung tâm núi á, thì nó cũng phải nằm ở giữa Đông Tây Nam Bắc mà ta gọi là cái vùng Trung Đông á. Thì cái Hy Mã Lạp Sơn nó cũng nằm ở đó thôi. Thường thừa hành nó của ở thần quán thần Từ Tứ Thiên Vương cũng phải thực hiện như vậy thôi. Rồi nó bao nhiêu quốc gia nó cũng vậy thôi. Tới khi nào bao nhiêu gia rồi nó sẽ mất, nó cũng trở lại vậy, chứ nó không khác cái nào hết á. Nó cái thế giới này là cái thế giới nó là vậy. Đạo lập đạo, đạo trời phải nằm phía tây, đạo tiên nằm phía bắc, đạo thần nằm phía đông, đạo người nằm phía nam. Thế đó, ở đây cái núi cái thế này nó đã kêu bằng an bài rồi ha. Thành ra mấy ông coi mà mấy ông coi bói đó, ổng nói là ổng đoán được cái này, ổng mới hiểu, thành ra nó mới đúng được. Nó mình có lạ cái này là cái định luật của nó rồi, định luật của cái này. Trời Tứ Tiên Dương cũng ổng thôi chứ không ai, mấy ông này thôi. Tại Dương cũng có tuổi nhưng mà lên điều hành cũng nằm cái quy luật này, không thoát ra được cái quy luật này. Rồi hỏi tiếp đi. Theo quy luật vật lý thì con người khi sinh ra thì không thể bước ngay đi được. Tại sao Phật sinh ra lại bước đi 7 bước trên 7 hoa sen? Đây là sự thật hay là để chỉ cái quy luật sinh, lão, bệnh, tử, tu, tập, giác ngộ giải thoát trên hoa sen? Con người muốn tô điểm thêm công đức cho Đức Phật khi mới sinh ra 7 bước trên hoa sen. Tại sao trong phim kể về Đức Phật thì không có như vậy? Con người ta đó, sống ra đây đó, sanh lão bệnh tử giác ngộ giải thoát. Giải thoát bằng cái gì? Bằng cành hoa sen. Bất cứ ở trên trời dưới trời gì cũng bằng cây hoa sen này hết. Là cái này á, là Đức Phật ổng mới nói là ổng bước vừa đi và ổng vừa nói, chứ không phải bước không ổng nói. Nói sao? Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, trên trời dưới trời con người làm được tất cả chữ ngã này là con người. Con người đây là trung tâm vận hành luân hồi, tạo ra nghiệp
vì ổng đã từng biết rồi. Hồi đó ổng là gì, khỏi trời nào ổng đến, địa ngục đâu ổng tới. Thì ổng là con người, chính ổng đã làm được tất cả, chính con người được làm được tất cả. Vì thế mà ổng nói là thiên thượng duyên hạ dĩ ngã độc tôn. Trời có thể làm con người, làm thượng đế được, làm trời được, làm tiên được, làm thần được, làm ngã quỷ súc sanh được, thì mới là độc tôn cái chỗ này nè. Vì thế mà cái chùa này cắt ra để cái tượng Phật đản sanh để gì? Đứng trên cành hoa sen, sau cùng muốn giải thoát bằng cành hoa sen. Vì thế mà cái pháp môn này phổ biến bằng cành hoa sen. Vì thế mà Đức Phật mới dạy là cái kia bằng cái diệu pháp liên qua, cái pháp rất màu nhiễm bằng cành hoa sen. Đó, phải hiểu cái nguyên tắc của nó, chứ không phải đây là bằng sự thật, chứ không phải là nói quyền quá. Đây là ông Phật dám bước đi nói ra cái này, ông tuyên bố ra vậy. Bãi ba sen và kèm theo lời nói, chứ không phải không có lời nói. Rồi hỏi tiếp đi. Phước đức có thể chuyển hoặc cho giữa người này với người khác không? Còn công đức có thể chuyển được hay không? Công đức, phước đức không có chuyển gì được hết rồi. Mà chỉ ra là nếu mà cho thì cho bằng vật chất được, ví dụ có phước, anh có tiền cho người ta được. À, chứ còn nếu mà về vô hình không. Cái vô hình định hình cái phước như thế nào mà sẽ cho. Rồi công đức định hình bằng cái nào? Phước đức thì anh lấy, phước đức là anh lấy một khối điện từ dương là anh tạo phước đức. Còn công đức là lấy bằng cái gì? Lấy bằng một khối điện từ quang trở thành là công đức. Phải hiểu cái chỗ này. Mà công quang điện từ âm dương, điện từ dương thấy sao? Điện từ quang thấy sao? Làm sao cho? Chỉ người nào mới vậy, Đức Phật là chỉ người nào ăn no uống hết khát, chứ không thể người này ăn mà người kia no được. Không có cho cái đó. Vật chất cho được nhưng mà cái vô hình không cho được. Rồi hỏi tiếp. Con nghe bác giảng phước đức có thể gửi ở nước tịnh độ, có đúng không ạ? À? Nếu một người đã tạo công đức mà có phước đức thì gửi ở nước tịnh độ, nhưng mà cái công đức không đủ để trở về Phật giới thì phước đức đã gửi đó có thể sử dụng được không? Hoàn toàn không được. Cái phước đức này là gì? Nó là điện từ dương. Vì thế mà mình gửi cho A-di-đà hoặc Quan Âm được. Bởi vậy người ta là cấu tạo bằng điện từ dương, người ta mới nhận được cái này. Còn mình cấu tạo bằng tứ đại không nhận được. Tứ đại phải nhận phước bằng tứ đại, bằng tiền hay bằng nhà xe gì đó. Tứ đại nhận bằng tứ đại, điện từ âm dương nhận bằng điện từ âm dương. Cái dạng nào phải ra cái dạng đấy. Rồi hỏi tiếp. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật thọ ký cho rất nhiều vị thành Phật, kể cả vợ con và các đệ tử. Nhưng bác nhân có giảng Phật chỉ độ có 15 vị về Phật giới. Kinh nói như thế ý nghĩa như thế nào? Khi thọ ký, vị Phật nào có thọ mạng, có tiểu kiếp, trung kiếp khác nhau, nghĩa là có giới hạn. Phật giới thì không giới hạn. Vậy thọ trong kinh phải hiểu như thế nào cho đúng ạ? Bây giờ á, trong cuộc đời Đức Phật có 15 vị, trên thực tế có 15 vị thôi. Còn những người thọ ký đây không phải là độ, mà thời gian lâu xa nữa, hàng hà xa số sao á, nó đâu có nằm ở trong cái dạng hiện tại. Mà nói cái hiện tại đây là nói trong hiện tại 15, Đức Phật độ 15 người Đức Phật. Còn những cái người mà thọ ký thời gian sau, nó đâu phải là độ. Bây giờ họ nói vậy, Như Lai sẽ thọ ký, ông giờ vô lượng kiếp sau sẽ thành Phật, được biết chừng nào, đâu phải là độ. Nó là chỉ nói gọi là ấn chứng gì thôi, nó không có nằm ở trong này. Mà trên thực tế 15 người được về Phật giới là được rồi, ông nói vậy thôi. Chứ còn không, chứ còn nếu mà nói về cái bằng
Thọ ký nó khác, còn mà trực tiếp nó khác. Trực tiếp là hiện hữu, còn kia nói chuyện qua tương lai, nó không nằm ở trong cái dạng này. Cũng như bây giờ chú có tiền à, tôi cho 15 đứa còn tôi bay nhiêu đây 100 năm sau tôi cho. Rồi có, nó có tiền không? Nó có tiền đây đâu. Trên thực tế, bây giờ Đức Phật nói là nói trong thực tế, còn cái chuyện tương lai chỉ nói cho biết thôi. Mày có học, nếu mày học đúng vậy 10 năm sau mày là kỹ sư đó. Nhưng mà tháng sau nó không học thì sao? Làm sao nó thành kỹ sư được? Rồi hỏi tiếp đi. Con nghe bác giảng, phi hành gia khi mất thân ở ngoài không gian đều phải trở về trái đất để chịu nhân quả. Như vậy, nếu thân tứ đại mất ở đâu thì trung ấm thân ở đó. Khi họ mất cái thân ở bên ngoài trái đất hoặc là ở một hành tinh vật tư khác thì trung ấm thân không còn lực hút của trái đất nữa. Như vậy, làm sao ông thần quản lý được ạ? Chỗ này con chưa rõ, xin bác giải thích giùm. Có cái trung ấm thân, có cái thân nào mà nó bay ra khỏi sức hút của trái đất đâu? Có nghĩa là trái đất này anh chết ở đâu thì nó trở về đây, dù muốn không anh cũng phải nằm ở trong này. Mà bây giờ nên nhớ rằng á, cái bầu hòa đạo một này là không, khoa học nó chưa đi ra khỏi đâu. Bởi vì nó bầu hòa đạo một nó hút theo cái lực của bầu hòa đạo một. Bầu hoàng đạo một là nó hút, nó điều hành kêu bằng hành tinh vật tư kim mộc thủy hỏa thổ. Còn qua cái bầu hoàng đạo hai bằng điện từ, khoa học làm sao nó thấy, nó tưởng đâu ấy. Có nghĩa là trong bầu hoàng đạo một anh chết ở đâu anh cũng phải rơi vô cái đất, hút trở về cái đất. Còn cái vấn đề mà thể xác có thể bay trong không gian, nhưng mà nó bay rồi nó cũng tan mất chứ không ấy. Đá mà nó bay, nó xin lỗi, bay có một năm mà đá 10 tấn bây giờ nó còn có bằng có hộp cát à. Nó bay đó, bị sức bào mòn của bài mòn của nhân quả đó. Thì còn cái trung ấm thân là cái gì? Trung ấm thân là trung ấm thân đó là điện từ âm dương, muốn đi đâu thì phải trở về trái đất, thần tự hành mới cho anh đi được, quản lý mới phóng anh đi được. Chứ nếu mà trung ấm thân không về đây thì bay làm sao được? Nó thế giới vật lý nó phải hút trở lại, hút trở lại trái đất chứ làm sao thoát ra được cái này. Muốn đi đâu thì về đây thần tự hành mới phóng cho đi, tống người kêu bằng thực thi nhân quả đi tới đó. Thân tứ đại nó không rơi cũng được, nó bay rồi nó cũng phải mất tiêu hết. Cái cục đá nó bay trong không gian mà còn mất còn tiêu hưởng gì được, cái thân nhà mình đã nhầm gì, thấy không? Rồi hỏi tiếp đi. Theo luật nhân quả thì ai làm nấy chịu. Vậy khi một người mẹ mang thai con mà tạo được công đức hoặc phước đức thì lúc đó người con có được hưởng công đức hoặc phước đức hoặc là có ảnh hưởng việc gì không ạ? Bây giờ cái số mà cái người đó đó muốn hưởng nhà giàu phải sanh vô cái nhà giàu, tuy là nó không có làm nhưng mà ba mẹ nó làm. Chứ bằng đồng thanh tương ứng, đồng chí tương cầu làm cái chỗ này. Cái phước anh ở trong cái nhà đó rồi thì anh phải vào trong nhà đó để anh hưởng cái tài sản này. Chứ nếu anh không phải, không có cái lực nghiệp này thì hoàn toàn anh không làm được. Đừng có lo cái chuyện đó. Bởi vì cái nghiệp mà cộng nghiệp biết đâu ông đó đó, ông giàu rồi bây giờ ông chết, ông muốn giữ gia tài ông làm sao? Ông phải trở lại dòng tộc làm con, làm cháu nội, cháu ngoại vậy đó. Thì để đi lớn thì nó tiếp quản cái gia tài này. Chứ nếu cái người không có cái nghiệp này làm sao vô đây được, thấy không? Đây này là cái quy luật kêu bằng hưởng phước. Bởi vì trong đó ta có nói đó, muốn hưởng một là đầu thai làm con, hai là cái nghiệp của anh nó có thì tự nhiên anh tới cái phước tự động nó chảy vô. Nếu anh cái gia đình nó nghèo nhưng mà cả cái gia đình nghèo anh giàu, nhưng mà tự nhiên cái phước nó chảy vô cho mình. Đó gọi là thế giới tụ hội vật lý nhân quả của trái đất là nằm ở chỗ này. Rồi hỏi tiếp đi. Con nghe giảng bão tố là do lực hút của ông bà làm ra. Nhiều trường hợp bão tố như ở Philippines chết vài chục ngàn người, như vậy là do nghiệp lực hay là do ông thần thực thi nhân quả khu vực đó? Trường hợp này có giống như nhân quả giữa người với người hay không? Tất cả những cái gì á
cái bão này là do điện từ cuốn hút, mà bây giờ khoa học nó không biết cái tại sao nó cuốn hút. Mà Tiền Tông Đức Phật có nói là tại vì vị thần làm việc à, nhưng mà có nhiều khi vị thần làm việc là tại cái những người này nó tới cái phần này là bắt bầu nó phải ăn, chứ nếu ấy thì nó đi ra ngoài biển thì tại sao kéo vô đây chứ. Đây là do nó cộng nghiệp á, gọi là nó cộng nghiệp giữa cái số người này và cái nhân quả của cái vùng đó. Nên trên cái đất này là nó gọi là biệt nghiệp trả quả hoặc là cộng nghiệp trả quả là nó mới xảy ra cái chuyện này. Rồi hỏi tiếp đi. Câu hỏi của Hoàng Trung Lập ở Biên Hòa, Đồng Nai. Thần thì có thần Kim Cang, thần Hộ Pháp, vân vân. Vậy cho con hỏi, thánh có phân biệt loại thánh nào không ạ? Thánh, hỏi thánh hay không? Dạ. Thần thì có thần Kim Cang, thần Hộ Pháp, nhưng mà thánh thì có phân biệt loại thánh này, thánh kia vậy? Thánh thì mình không phân biệt được, là vì cái phấn này nó, thần thì nó có cái nhiệm vụ rõ ràng, còn thánh không có nhiệm vụ rõ ràng. Thánh tự phát, có nghĩa là anh ra đường á, bởi vì mấy cái người mà có hồn hay gì, cái lợi này nó tôi xưng ông này, lợi tôi nghe nó xưng ông ra, rồi sao biết. Bởi vì nó bất di bất dịch, nó nằm ngoài cái nhân quả thì nó muốn nói gì nó nói. Cái lúc đó xin Bồ Tát cũng được, xin Phật cũng được, xin gì cũng được, có nghĩa là nó được tự do, nó tới thấy cái người này tin cái gì nó nói cái đó. À, thấy bà kia tin cái gì nó nói cái đó, nó tùy cơ ứng biến, nó xin mục đích của nó là gì, nó kiếm thức ăn và kiếm danh thôi chứ không có cái gì hết. Con mình kiếm ăn và kiếm là kiếm là kiếm tiền, thánh kiếm ăn và kiếm danh. Phải phân biệt cái thế giới này là thế giới vật lý, nó nằm phải hiểu cho nó. Rồi ai tiếp? Sau những buổi truyền thiền, con thấy có đọc cái câu hồi hướng: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Theo con hiểu, ai ăn nấy no, ai mặc nấy ấm. Vì thiền tông là thực tế và khoa học, còn nguyện như vậy có sai không? Cái này là thế giới vật đây, mình là thiền tông, nhưng mà thiền tông nó đâu, nó nằm trong thế giới vật lý. Phải nguyện vậy thôi, còn được cũng được thì thôi, chứ ai dạy mình. Bây giờ cuộc lễ phải bắt buộc phải nói, mình kêu bằng lời nói cho thuận lòng giao, nửa nói sao cho vừa lòng người nghe. Mình nói vậy ai nghe thôi, nhưng mà cái cuộc lễ nào, cái cuộc nào nó phải có những cái bài nói để cho nó an ủi cho người sao. Biết đâu hồi hướng 100 người thấy là không có một hai người dính, sao đâu có dính hết. Cái này là thế giới vật lý, phải sống theo vật lý, chứ không lẽ đi ra ăn đi vô ấy gì cũng phải chúc mừng người ta, trái với ông chúc rồi đi ra nói nó không thật coi sao được. Giờ thế giới vật lý mình phải tạo theo cái vật lý. Cái này nói thì dù muốn không, dù muốn không, giống như mình giảng bữa nay 100 người nghe, chứ một hai người thôi, chứ đâu phải cần người đó, tới 100 người dính được người nào hay người đấy. Đó là thế giới vật lý, mình phải chiều như vậy thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Giữa giáo kinh và giáo lý có khác nhau ra sao ạ? Căn bản giáo kinh dạy gì và căn bản giáo lý dạy gì? Giáo kinh thì nó dạy những cái chân thật từng khâu ở trong cái này. Ví dụ câu kinh Thủ Lăng Nghiêm thì ổng dạy gì? Kêu bằng sắc thất xứ truy tâm, tức bảy chỗ tìm tâm, cái căn bản. Rồi nó mới trình bày. Rồi kinh Diệu Pháp Liên Quan thì chỉ tri kiến Phật, mỗi một kinh nó có một cái đề tài. Còn cái giáo lý, đây là cái hệ thống của một vị Phật từ A đến Z, từ con người này nó thật
rồi cái quy luật nhân quả luân hồi nè, rồi có phẩm cấp nè, rồi có tôn chỉ cương lĩnh nội quy nằm ở trong đó ha. Gọi là cái giáo lý, là cái hệ thống dạy toàn bộ cái hệ thống của đạo Phật, từ vật lý cho đến phi vật lý, là cái giáo lý nó nằm ở chỗ này, mà nó nói bằng sự thật và cho chứng minh bằng khoa học, gọi là giáo lý. Còn giáo kinh là nói từng phần. Rồi hỏi tiếp đi. Tuệ Trung Thượng Sĩ có câu: cái tâm công tướng chẳng hình hài, thấy nó mắt thường dễ mấy ai. Muốn biết cái tâm cho thật rõ, từ chiều cứ ngủ tới căn hai. Vậy căn hai ở đây nghĩa là gì ạ? Căn tai. Cái căn hai gì? Con người ta ngộ là ngộ căn thấy và căn tai. Ông Tuệ Trung Thượng Sĩ nói là căn tai, nhưng mà căn hai. Rồi hỏi tiếp. Nhờ thầy giải thích giúp con ý nghĩa câu thường lạc ngã tịnh là như thế nào ạ? Thường lạc ngã tịnh đây là chỉ nước tịnh độ chứ không phải là ấy à. Vì trong thế giới vật lý này anh muốn hằng còn thì ở trên nước tịnh độ. Người ta tưởng nó 10.000 năm là nó còn hoài, không có đúng. Thì ở thế giới này mình thấy có 100 năm, mà trên kia 10.000 năm thì người ta gọi là thường. Lạc là cái gì? Ở thế giới đó là gọi là cực kỳ vui sướng, thành ra nước cực lạc. Ngã, ta là người được hưởng sung sướng. Tịnh ở đâu? Ở trong thế giới thanh tịnh. Còn nằm trong cái đây, trong tam giới này, gọi là thường lạc ngã tịnh. Ai hiểu cái này thì tất cả những cái chùa có ghi hỏi hoàn toàn không ai biết. Vì trong này giáo lý mới nói cái này thôi. Người nào có giáo lý tự nhiên biết cái này à. Bởi vì cái thường này thì giống như là A-la-hán á, vô niết bàn ta tưởng đâu là niết bàn là xong. Cái này nếu bạn có một ngày thôi à. Rồi hỏi tiếp. Kinh Pháp Bảo Đàn có nói tự tánh vốn đầy đủ. Kinh Viên Giác nói tự tánh vốn tròn đầy. Nhiều người tu theo thiền tông, họ nghĩ như vậy còn tạo công đức để làm gì? Họ nghĩ như vậy có đúng không? Kinh Viên Giác á, là nói sao? Ai cũng có viên giác tánh, có nghĩa là ai cũng có cái tánh Phật. Cái viên giác là cái tròn đầy, là ai cũng có. Rồi bây giờ mình biết mình có, và thiền tông ra đời, ai không biết mình có tánh Phật nói vậy, rồi không tạo công đức sao? Biết ngồi dòm, ngồi dòm với viên giác thôi. Mang cái viên giác đi về bên kia, đi bằng cái gì? Đi phần công đức mà không mang sao? Giờ tôi biết tôi có tánh Phật, rồi tôi biết thế rồi, ở đây đi rồi nó quay cho biết. muốn chạy ra thì phải mang cái tánh Phật, mang cái viên giác này chạy về bên kia. Mình không ngồi đó mình không tạo công đức rồi làm sao? À. Kêu bằng cái này là lý luận cho nó vui, chứ sự thật không hiểu. Đừng có chấp ở trong cái thế này, là đừng có chấp bất cứ cái gì. Rồi câu đó hết chưa? Nãy có cái gì nữa? Còn này. Dạ. Nãy duyên giác lại nãy gì còn cái gì nữa? Cái người mà nghĩ nếu mà tự tánh vốn đầy đủ, rồi, tự tánh vốn tròn đầy mà còn tạo công đức cho làm gì? Tự tánh vốn đủ rồi, tự tánh là cái gì? Cái tánh mình là thấy nghe nói biết đủ rồi. Thì anh ngồi đó anh thấy nghe nói biết đi. Công đức là cái gì? Là đẩy cái thấy nghe biết về bên kia. Đừng thấy tạo, chứ không có tạo được, ngồi đây làm sao về? Anh ngồi đây anh nói anh biết chứ, thì thật ông thần cũng nắm anh rồi, anh nằm ở đây anh thần thoát được ông thần. Tạo công đức là để đi về, chứ không phải tạo công đức để làm cái gì. Để tạo công đức để làm gì? Anh hỏi sai. Anh biết ở trong cái núi đó nó có vàng đó, nhưng mà ngồi đó để vô mà lấy vàng xem thế đại xem nó là anh đại quảng rảnh mới lấy được ha. Biết cái Phật tánh, mà Phật tánh này xài ở đâu? Xài bên Phật giới nha, mới có giá trị. Còn bên đây vô nó quay 10 Phật tánh này cũng chết, liền có một cái. Rồi hỏi tiếp đi.
Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có câu: nhất thiết chủng trí, viên mãn bồ đề, quy vô sở đắc. Ý nghĩa của câu này là sao? Nhờ thầy giải thích giùm con ạ. Ở đầu này nói câu nói tầm bậy. Nhất thiết duy tâm tạo, cái là duy nhất cái do cái tâm mình nó tưởng ra, nó tạo ra. Thấy không? Thì do này, cái này là ông Phật muốn nói là cái trong cái kinh đó nó bảo là nhất thiết duy tâm tạo thì cái tâm mình nó tạo ra. Ví dụ mình tưởng cái gì, mình tưởng cái nhà, mình cắt cái nhà. Mình tưởng cái xe, đi kiếm mua cái xe, do mình tưởng ra. Chứ đâu phải nói vậy. Câu này nói gì? Nhất thiết chủng trí. Nhất thiết chủng trí, cái chữ là cái trí vô sư á, nó là như vậy. Cái trí này là không phải của thầy dạy ha. Cái trí này là cái tính Phật nói, đâu nói cho rõ rồi. Chứ Văn Văn không có nói qua nó lỡ để cho nó vui thôi, chứ nó là đây là cái tính Phật ha, là đó là sự thật để cho chị trường biết. Bởi vì thành ra trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói giờ đây là Phật chỉ cái tri là biết, kiến là thấy, tánh thật của mỗi người nó là vậy đó. Nhưng mà ông trong kinh không lẽ ông nói hai ba chữ thì làm sao ra cái bộ kinh. Đầu tiên ông muốn nói về, nhưng mà đệ tử ông mới viết ra giải vòng vòng vòng, rồi tới cái từ mạt pháp này có 10 trang mới giải lên 100 trang để chia sẻ, để tới dài bán cho có tiền chút thì thôi. Chứ Phật tánh có một bán thứ rồi đó. Bây giờ đây, đâu cần đi vô các cái chùa, nếu người nào học Phật tánh là gì, ý thấy nghe nói biết năm thứ rồi sách dẹp hết. muốn về Phật giới thì sao? Tạo công đức rồi sách dẹp hết. Ông thầy đóng cửa luôn. Cúng ở đây cô hồn quan đóng cửa học đúng toàn hộ luôn đó. Thành là sao? Tại vì thế gian này nói để rồi nói cho nhiều vụ người ta lại học học đã đời là chỉ hả. Thiền tông mà dạy 10 năm và chỉ thì chỉ có 3 thứ đó. Muốn về không? Không có công đức không? Biết đường về không? Rồi xong, đâu có cần gì lại đi ngồi nghe cho nó mệt. Rồi cho con hỏi, cửa thiền là cửa chân không? Cho con hỏi chân không ở đây có nghĩa là gì ạ? Chân là chân thật, không không có cái chân thật. Nhưng mà tại sao không có? Có mà không chân thật. Ý muốn nói là nó là cái Phật tánh á. À, cửa thiền là chữ chân không, anh muốn vô được cái chỗ này là anh vô bằng cửa chân không. Có nghĩa là anh vô mà bị dướng cái gì là không được. Bằng cái không tánh, cái tánh mà mình biết nó. Bây giờ cái biết bây giờ diễn tả là sao? Không ai biết diễn tả là sao. Thành ra nó vô bây giờ biết nó chỉ vậy. Vì thế mà ông Trần Nhân Tông ổng mới cắt cái chùa đồng ở Yên Tử. Ổng mới dụ ông kia vô chùa đồng để sao? Ai trong coi biển nào đấy. Nếu mình không hiểu, mình không có cái phương tiện trình bày cái này thì không ai biết. Vì thế phải có trinh phương tiện để trình bày cái này. Rồi hỏi tiếp đi. Đây con hỏi còn nhiều lắm. Rồi tao muốn tốt nạp ra. Mọi người muốn hỏi bằng miệng rồi. Được cho hỏi miệng. Hỏi miệng. Hỏi tới 4 giờ. Con kia thì để tiền sao. Dạ con chào thầy. Hỏi văn đáp thu vô thẻ, mỗi lần con mở con nghe thì trên cái đầu con nó nhói nhói giống như có nguyên ổ kiến ổ dầu chở nhói nhói, xong rồi cái nó một hồi thì nó nhức, nó đau dữ lắm luôn. Con hỏi bác đó phải là cái lực âm của con nó lúc trước giờ con thu vô bây giờ nó ra không bác? Lặp lại lần lại. Có nghĩa là con về vấn đáp đó, rồi xong người chị kia thâu vô thẻ cho con. Mỗi lần con làm việc thì con mở rồi con nghe, nhưng mà trên cái đỉnh đầu con nó nhói nhói giống nguyên một cái khô dầu vậy á. Rồi sau một hồi thì nó nhức, nó đau lắm trên đỉnh đầu con. Có phải đó là cái lực âm từ trước giờ con tu huynh mà chú tông con thâu vô bây giờ nó cái lực dương nó đẩy ra đúng không bác? Cái cô này á, cổ lấy máy rồi. Cô này cô hỏi á, là những cái lần giải đáp như vậy đó, cô thu vô thẻ, về nhà cổ mở cổ nghe. Thì mỗi lần nghe như vậy á, thì trên đỉnh đầu của cổ là nó nhói nhói, nó đau. Rồi. Mà như vậy là như thế nào ạ? Thì nó xúc. Bao chưa giờ con thu giờ bây giờ nó ra nó xúc.
Nhưng mà trước cái đó là gọi là thật. Mà tại sao mà trong cái kinh đó ta nói à, giải thoát thì trên đầu á, mà vào trong kia, trong cái này ta thường gọi là, trong kinh Đức Phật thường nói là đảnh sanh thánh, thoát ra bằng cái đường đó. À, thánh là ai? Hồi xưa con đem vô cái gì đó, thánh nào vô? Giờ nó thoát ra vậy thôi, cái đơn giản đâu có gì khác. Nhớ là bây giờ nói là nói rõ cái đó rồi, nói cho con biết vậy thôi, còn con muốn hỏi anh em cái thánh nào tôi cũng biết. Rồi ông có hỏi gọn từ câu á ở trên danh lên để... Con về hàng ngày con có mở đài cho con, thằng trai con năm nay 11 tuổi nó có nghe, nó có hiểu chút đỉnh, nhưng mà con nghe trong vấn đáp là bác nó nói mà mấy biết nữa bị tự kỷ, nó bị lực âm nó nhiều đó, là con về con có mua trên cái đài trên chùa về mỗi buổi tối con mở cho con của câu nó nghe như vậy, con trợ giúp cho nó có lực dương như vậy có đúng không bác? Lập lại đi. Cổ có đứa con 11 tuổi, 11 tuổi bây giờ cổ muốn mua cái đài á, máy mà về Thiền Tông mở cho đứa con nghe, nó dễ có được không ạ? Mở quyển số 8, cổ có đứa con 11 tuổi, cổ muốn mua cái máy mà về Thiền Tông mở quyển số 8 cho đứa con 11 tuổi nghe, như vậy có được không ạ? Mấy tuổi? 11 tuổi. Nếu nó tiếp nhận nổi thì cho nó nghe, tiếp nhận cũng nổi thôi. Nó nghe mà nó bị phản ứng đừng cho nghe, nó nghe nó thích thì mở cho nó nghe ha. Nên nhớ rằng cái tuổi đấy đó theo cái hình thành mà của cái tánh người chưa hoàn chỉnh, tánh người hoàn chỉnh phải 18 tuổi thì mới tiếp thu nổi cái này. Còn nếu mà trước 18 tuổi mà tiếp thu nổi này nó xếp được thần đồng. Nên nhớ rằng thần đồng là gì? Là ngày xưa nó đã từng tu cái gì rồi, bây giờ nó nguyện là khi nó chết nó muốn trở lại tu tiếp, nó gặp được cái này nó được xếp vào thần đồng. Nếu dưới 18 tuổi mà nó nói thao thao bất tuyệt, nó nghe này nó thuộc về thần đồng, thần đồng của pháp môn đó. Giống như ở thế gian này, một anh mới chưa đủ 10, 20 tuổi, 18 tuổi mà anh hiểu được này thì gọi là kỹ sư. Thì giống như ông Vương Ghét, ông học lớp 10, 11, chưa có đủ lực của cái đại học mà ông nhận được này, ông thuộc về thần đồng. Nha, mình phải hiểu cái thế này, đừng có ép nó, thích thì cho nó nghe, không thích thôi. Đợi cho đúng 18 tuổi rồi mới quyết định được. Còn cái đó thì muốn ấy thì bữa nào dẫn ra đây tôi giải đáp tôi hỏi nó một hai câu tôi biết, tôi đánh giá nó liền. Rồi hỏi đây. Rồi bây giờ nè con nghe cái này con thấy sao, con hiểu gì không? Nói đi con, trả lời để sát vô. Con hiểu, con nghe cái này con hiểu gì không? Đưa sát vô. Rồi con chưa có cái bằng cái tánh người của con chưa hoàn thiện à, không được. Chừng nào mà con mà hoàn thiện con nói thao thao bất tuyệt liền, giống như cô Như Ý ở chỗ ở đạo ảo á, cái đó là thần đồng á, thần đồng là đạo thánh á. À, cô nghĩ là thần đồng đạo thánh đó. Con bắt chước đi, con muốn thần đồng đạo thánh không? Rồi thôi được rồi. Rồi hỏi chuyện nào con lớn đi con lại để hỏi nó bắt nghe, bắt nói cho con nghe. À, rồi thôi nó hỏi tiếp. Bây giờ đây con hỏi đấy, còn gì không ạ? Hỏi nào thì hỏi nào đi, con nói lớn ra nha, gọn là chứ. Bác con có nghe trong cái vấn đáp mà con nghe qua gõ, xin bác giải thích cái câu này và cho ví dụ rõ gõ cho con biết. Con nghe bác nói là đừng có nhiễm vật lý, con không gõ cái câu đó, xin bác ví dụ và nói gõ cho con biết, con cảm ơn. Cổ nói rằng chú có giảng là không nhiễm vật lý, cổ chưa rõ câu đó, xin chú giảng lại nhiễm vật lý. Có nghĩa là mình thấy cái, mình có cục vàng, mình biết mình có cục vàng.
Nếu mình nhiễm cái gì mình ôm sát tôi có bỏ vô tủ, có xài cũng có thôi. Có nghĩa là mình nhiễm mất một cái là mình chịu không nổi, gọi là mình nhiễm. Còn đi có thì bỏ tu bỏ tủ, cần thì đem ra xài ha. Nhiễm có nghĩa là cái đó mà rời mình chịu không nổi, gọi là nhiễm. Giống như keo mà nó dính vô mình, kéo ra nó đau. Còn nếu mà nó không phải là keo thì làm sao nó ra kệ, vô kệ. Nhiễm có nghĩa là cái gì của mình mất là mình chịu không nổi, gọi là nhiễm vật lý. Giờ con hỏi tiếp đi. Thưa thầy, trước kia con tu theo Tịnh độ nên thờ Đức Quán Thế Âm. Bây giờ con biết Thiền Tông, con đã được truyền bí mật Thiền Tông rồi. Như vậy ở nhà con nên thờ vị Phật như thế nào để cho đúng ạ? À? Thì bây giờ ở trong Thiền Tông nó có cái cung kích thờ đó, nó giống như cái chùa này nè, mà mần tranh đó, thì giữa Phật Cành Bền Sen hay là Văn Thù Phó Huyền, đây là cái tiêu chuẩn. Rồi muốn nói gì nữa thì lấy những câu thơ câu kệ của Đức Phật dạy đó. Thứ nhất là 80 câu dạy trong bể tánh, là 92 cậu về cái thấy nghe nói biết á, để mấy câu đó ra mình họa chữ cho lớn, rồi người ta tới, ai tới đọc thì ta đọc người ta hiểu được mình có công đức. Tuy là mình không nói gì nhưng mà họ lại thấy. Con nên nhớ làm những cái bài thầy. Thứ nhất là Đức Phật dạy ba cái bài kệ, để lại con phải làm cho rớn ra, không cần để bất cứ cái gì. Ai mà nghe được đó là những cái bài kệ mà Đức Phật dạy thì con có công đức. À, thì cái đó là thiết thực nhất. Trang trí gia đình mình thờ là kiểu đó. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa thầy, ở nhà con có nhiều chuột quậy phá quá, nếu con bẫy chúng thì con có bị phạm tội sát sanh không? Chuột á? Thế giới vật lý anh nó làm rồi chuột rồi, xong cái đẳng cấp nó thì thôi bỏ dẹp hết, không có sát sanh gì trời. Giết người chưa sát sanh được mà bắt trước Trần Nhân Tông đi, Quân Miêu Mông nó dạy qua đánh cho nó chết gì hết, nó chạy về. Con chuột nó nhầm gì, tại cái nghiệp của anh vậy nè, cái nghiệp anh vậy, anh vô để phá tôi giết anh là đầu thai lại xin làm khách, tôi giúp anh á về sớm á, trả lại là người sớm á, đâu có đại nghiệp gì, đâu có sợ cái gì. Câu hỏi tiếp theo. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật có gì khác nhau không? Bổn Sư Thích Ca là Bổn Sư là ông thầy của mình, ông thầy riêng của mình. Còn mà Giáo Chủ Ta Bà là ông thầy khắp cái Ta Bà này. Thì Thiền Tông trải vậy, Thiền Tông không ghép vào trong cá nhân mình mà đi khắp. Tại sao phải tìm Ta Bà? Tiếng Ba là khắp thế giới này, nó là mở rộng thêm cái chỗ này. Còn nếu là Giáo Chủ Nam Mô Bổn Sư, Bổn Sư là Bổn Sư là ông thầy mình. Mình không nghe. Ông này không phải Bổn Sư riêng cho mình mà cả Ta Bà này. Ý cái Thiền Tông muốn nói là chỗ này. Giờ thì hỏi tiếp. Pháp môn Thiền Tông và Đức Chúa Trời có liên quan gì với nhau hay không? Bây giờ đó, Pháp môn Thiền Tông là do một con người thành lập ra dạy 6 pháp môn, trong đó có một pháp môn. Còn pháp môn của Đức Chúa Trời là do vị Thánh lập, chuyên dạy trở về thiên đàng ở. Đó, thiên đàng là một nơi mà trong 33 cõi trời. Nên nhớ là thiên đàng một trong 33 cõi trời. Trong đó nói, thì nó đúng ra mỗi một vị giáo chủ ta dạy có mục đích riêng của ta. Ông Thích Ca thì dạy 6 pháp môn, đạo Thiên Chúa thì dạy một pháp môn lên thiên đàng ở. Nó khác là khác vậy thôi. Chứ thì ông Thích Ca thì ông dạy 6 con đường đi, Đức Chúa Trời dạy một con đường đi thôi. Nhưng mà ông nói đúng ra đi theo đạo Chúa hay hơn đạo Phật.
ha, đạo số không có cúng lên trời ở sướng lắm, sao không có, còn Phật là cúng tùm lum thì mà theo đạo Phật nó khổ lắm, đúng vậy hết á, đạo chúa duy nhất đi có lên trời rồi, hiểu không? Câu hỏi kế tiếp, thưa bác, vì sao mở kinh điển Phật gia về Phật giới cho người sắp chết 3-4 ngày thì phát huy được tác dụng và lợi ích? Khi con người mất á, nếu mà mình biết cái nhân quả đó, nhưng mà lên cực lạc ở thì đâu có đỡ gì, bữa trước bữa sau trôn được, nhưng mà thế gian không làm được, là thế gian này phải 3 ngày. Yeah. Còn biết ông bà mình mà chết làm loài ngạo quỷ hoặc là trở lại làm loài người thì nên để lâu chút cho ông chết chắc hơn. Chứ còn nếu mà địa ngục súc sanh trời hoàn toàn chết đi liền, chỉ có cái loài ngạo quỷ thì mới có để 8 tiếng đồng hồ, tại vì mấy ngày. Nhưng mà còn cái 3 ngày này là dù ai cũng phải để vậy, là vì đây cái luật của thế gian này. Mình chết mình chôn nhanh đó thì người ta nói, chứ đã nó mất rồi ta đi rồi thì thôi, mình sống ở đây thì phải chiều cái thế giới nhân gian này, làm cho đúng người ta. Còn cái lòng mình nó khác, cái lòng mình hiểu nó khác ha. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa bác, vì sao người phát ra ý muốn giải thoát thì chư Phật biết, người tu chỉ phát ra ý muốn một lần hay thường xuyên? Bây giờ mình muốn phát ra đó, bây giờ đó, tất cả những gì mà phát ra muốn cầu cái này kia là nó phát bằng điện từ dương. Còn nếu muốn trở về Phật giới thì nó phát bằng điện từ quang. Là mình phải hiểu, muốn trở về Phật giới phải nằm ở trong cái, ví dụ một tánh Phật ra nó phát ra thì vị Phật mới bắt được cái tần số này. Còn nếu mình muốn cầu nguyện gì đó phát điện từ dương thì các cõi Quan Âm nhìn thấy. Còn phát muốn cầu mà làm này kia nọ là ông thần thấy. Phật thì từ âm, mình phải sử dụng ba cái loại điện từ, một điện từ quang, một điện từ dương, một điện từ âm. Đó là do cái cầu nguyện của mình nó phát cái gì. Cầu âm thì gọi thần biết, dương thì Bồ Tát với A Di Đà biết, còn điện từ quang thì ông Phật nào dẫn mình vô thì ông Phật đó biết. Rồi hỏi tiếp đi. Bác có nói người chịu theo pháp môn thiền tông, một là người có công đức sẵn, hai là Phật A Di Đà đã thọ ký ở cõi cực lạc, vậy các pháp môn tu khác Phật không có thọ ký hay sao? Các pháp môn khác á, ông A Di Đà đã thọ ký cho người nào kiến tánh mới thọ ký. Còn nếu mà ở A Di Đà mà không có kiến tánh thì ông đâu có thọ ký đâu, ông đi đâu đi. Thế này bởi vì thế đạo Phật này là gọi là tu vật lý thì do thế giới vật lý lo, còn tu giải thoát thì do một vị Phật lo. Phải hiểu thế giới này. Rồi hỏi tiếp. Khi chùa Thiền Tông Tân Diệu trở thành di tích, người đời sau tu Thiền Tông muốn giải thoát thì phải dựa vào đâu để tu chuẩn xác nhất? Bây giờ nếu mà về sau nương vào kinh sách, kinh của chùa Tân Diệu phát ra, mà thứ nhất là nương vào trong cái quyển Quyền Ký và Giáo Lý. Nếu quyển Giáo Lý ra được thì khỏi cần nương ai, đây là gọi là thầy chỉ đường về Phật giới, nó phân tính hết mà rất rất đơn giản, không phải như Giáo Lý Quyền Ký mà nói vòng vo. Giáo Lý không nói vòng vo, 1-1-2-2 đó, phải cố gắng ráng đi ráng đợi, còn không đợi thì đề về không được, đợi Ma Vật Đa xuống ổng phổ biến cho. Thưa bác, buông, dừng, thôi, dứt là áp dụng hàng ngày lúc sống hay chỉ áp dụng duy nhất lúc chết? Cái buông, dừng, thôi, dứt này là nhất tự thiền. Con ra ngoài chợ á, con nghe người ta cãi lộn, con nhào vô thì con dứt tự thiền bởi gì? Thôi, nó cãi kệ ta. Còn con đang ở nhà cúng buông, không có đúng, tùy theo hoàn trường hợp.
bốn cái chữ này tùy theo trường hợp nào thì con sử dụng trường hợp lấy. Chứ bây giờ mà con đang lái xe, con phải buông và lăn ra, nó đụng cái rằng tùy theo. Đang lái xe, đang chạy nhanh quá, dừng, đi từ từ lại. Mỗi cái chữ từ thiền nó sử dụng cho một nơi. Rồi hỏi tiếp. Con người có công đức trong sáng và nhiều thì các vị thần và thánh không thể sai khiến người này làm sai nhân quả được. Có đúng như vậy hay không? Không phải sai khiến, mà nếu con có công đức thì có nghĩa là thế giới này con làm gì cũng có nhân quả hết. Nhưng mà cái nhân quả ông thần thực thi và ông thần không thực thi làm sao đây? Giống như tòa án nó kêu con 10 năm vô tù ở, ra ngoài không ai dẫn con đi thì coi ra sao? Không ai dẫn con nhốt là sao? Thì con muốn đi đâu con đi. Thì trái đất này cũng vậy, trái đất này thực thi nhân quả, ông thần không thực thi được, thì mình đi đâu mình đi. Nhưng mà nên nhớ là dương công đức thì không ở đây, đi ra ngoài. Bắt buộc ông Phật phải dẫn mình về, còn không bắt dẫn là đi vòng vòng hoài. Rồi hỏi tiếp. Thưa bác, lục tổ không vợ, không con, không dám ăn thịt, chỉ ăn rau quả, ngài sống rất gương mẫu trong sáng. Vậy người tu theo thiền tông, có vợ chồng, có con cái, còn ăn mặn, uống rượu, bia, lúc Tết hay đám tiệc, vậy liệu có thể giải thoát được không? Tu thiền tông giống như tế điện á. Tu thiền tông giống như tế điện á. À, con muốn tu tế điện cũng được, muốn tu theo lục tổ cũng được, không ai ép. Hoàn cảnh nào tu cũng được. À, chứ đừng nói tu theo lục tổ là khác. Người ta là tổ của mình, nó phải là tổ. Mình là con người học đi về. Mình là một là kêu bằng là thiền tông sinh, học vật lý học công thức về Phật giới. Lục tổ ta có nhiệm vụ dẫn mạch nguồn thiền, nó khác. Mình đừng có so sánh với mấy ông tổ. Coi chừng á, mình so sánh với ông tổ mình làm toàn vậy, vô trong rừng mình ở á. Rồi hỏi tiếp. Công đức tạo ra là cực dương, các loài khác ở trái đất này không dám lại gần. Vậy ai có đủ quyền năng để bôi đen công đức này? Bây giờ ông thần ông đâu có nắm mình, nhưng mà con đến là con chấp là tự con bôi. Còn nếu mà con không chấp mà con không đứt đây mà con không muốn về Phật giới, ông thần phải quạt, phải bôi đen của con. Ông dùng cái thuật điện âm, ông phủ vô con là nó đen thùi liền. Để chi? Để cho con sống trong thế giới vật lý này được. Nếu mà con có công đức mà con không tự bôi đen được thì ông thần, mà con không muốn về thì ông thần phải bôi. Để chi? Ông thực thi nhân quả dẫn con đi luân hồi. Rồi hỏi tiếp. Trong quyển Khai Thị Thiền Tông, Đức Phật dạy, chỉ cần nghe tiếng ầm ầm nổ, xé nát màn đêm sẽ thấy đường. Tiếng ầm ầm trầm bổng. Cái đó là mấy người ta ngộ dĩ căn viên thông. Là ai? Nghe nổ cái rầm bằng gì? Có nhiều người đi nghe cái thác nước đổ, hoặc là ngộ đạo. Cái ông tổ thứ mấy mà bị ông tổ trước đóng cửa cái rầm không ngộ đạo này ra, nghe tiếng ngộ cái bằng ngộ, nghĩ ngộ bằng nghĩ căn viên thông. Chỉ cần nghe tiếng ầm ầm nổ, xé mát màn đêm sẽ thấy đường. Đường về quê cũ không xa lắm, chỉ tại lòng ta mê nhà lầu không về. Đạo tiếng. Trước kia có thỉnh tượng Đức Phật cầm cành hoa sen về thờ, nay không thờ nữa, vậy phải làm sao, như thế nào? Cành hoa sen làm bằng gì? Nếu bằng vàng thì đem vô tiệm vàng bán, còn bằng đất thì đập ra thành đất. Có vậy thôi. Nếu không thờ thì vậy, còn nếu bằng giấy đốt